Rồi bật camera các em. Turn on your camera. Cô thấy Ngọc bật rồi nè, Mỹ rồi, Linh rồi nè, Linh Chi rồi nè. Who else? Rồi Duy rồi nè, Hà nè, Thiên Thanh, còn em đó Thanh. Hello Thiên Thanh, em đâu rồi? Hello Vâng, được rồi chị. rồi. Trong lớp mình thì qua cái phần giới thiệu thì có thấy có vài bạn cũng đồng hương với nhau ha. Chung trường thì chưa thấy chung trường, thấy đồng hương. Bằng tuổi cũng có, trong này nhỏ nhất là có thấy năm năm nhất. Năm nhất là có Mỹ nè, với lại Quang Đăng đúng không? Bây giờ mình còn tầm cho xem ba bạn nữa chưa vào. Nên là bình thường là lẽ ra cô sẽ giới thiệu bản thân mình trước, nhưng mà còn ba bạn nữa chưa vào á, nên là cô sẽ để cho các em giới thiệu trước ha, trong khi đợi các bạn vào luôn. Ai volunteer nào? Who volunteer? Có ai muốn giới thiệu bản thân trước không? Giới thiệu sơ sơ thôi, với lại chủ yếu là nói cho cô về cái mục tiêu của lớp mình là gì nha, để cô nói lại. Rồi không ai volunteer đúng không? Chỉ có ngẫu nhiên nha. Em Hello Đăng. có nghe cô. Rồi. À, vậy ưu tiên cho Mỹ trước đi em. Chào cô và mọi người, em tên là Ái Mỹ và em là sinh viên năm nhất của Đại học Cần Thơ. Em quê ở Hậu Giang. Chắc hết rồi. À, mục tiêu đầu ra của em là bao nhiêu? Dạ 700 cộng. Rồi, ok. Mục tiêu càng cao càng tốt, chứng tỏ các em sẽ cố gắng học để đạt mục tiêu. Cô nhớ có một bạn Cần Thơ đó, là cùng cùng khu vực gần cùng khu vực của mình đó. Rồi Mỹ xong à. Ngẫu nhiên đi, tới Duy đi. Duy. Dạ. Em chào cô và các bạn, mình là Hoàng Duy. Em sinh năm 2003, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Thì em là sinh viên năm 2. Em cũng tiêu là 650 cộng. Rồi, 650 cộng, đầu ra của level 2 mình luôn nè. Rồi, thank you Duy. Next, Ngọc đi. Dạ, em chào cô và các bạn. Em chào cô và các bạn, em tên là Ngọc. Em quê em ở Ninh Bình, em sinh năm 2003. Em đang là sinh viên năm 2 của khoa ngoại ngữ. Số gia của em là 700 trở lên nữa. Rồi, em học trường nào? Cô nghe chưa rõ lắm. Dạ, em học cao đẳng không? À rồi, ok. Rồi, thank you, next. Thiên Thanh. Có đâu mà em Thiên Thanh? Thiên Thanh, em không nghe được. Đợi cô xíu nha. Rồi continue vậy ha, cho cô đi nào. Xin chào cô và mọi người. Em tên là Hà, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Hà Nội và đầu mục tiêu đầu ra của em là 700 phần. Rồi. Thank you, next. Bôi đi, đăng nào đăng. Bạn nam sinh nhỏ nhất lớp mình. Em chào cô và cả có thể gọi anh chị được. Em tên là Quang Đăng, em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và quê em ở Phú Thọ. Em ở trung tâm thành phố và tiêu đầu ra của em là
700 700 cộng. Ok. Next. Cô xem nào. Phường nào? Lam bậc thang lên nha em. Lam hướng bậc thang lên. À hướng có thấy rồi. Em chào cô. Ừ. À, bảng tiếp theo. Phường. Phường đi nào. Vâng, em vừa bị mất mạng một chút, bây giờ mới vào được. You just Em about yourself. giới thiệu Ừ, giới thiệu đi. em là Hường, em sinh năm 98. Em năm nay là đi làm, đang đi làm ở công nghệ. Ừ. Em quê ở Phú Thọ. Rồi, cùng quê với lại bạn bạn Đăng. Chào Đồng Ok, Hương. đừng ra. À, nghe chào chị. Em ở chỗ nào? Phú Thọ đấy. Em trung tâm thành phố luôn, em vị trí. Ở Việt Trì à? Chị ở Việt Trì. À, chị ở đoạn nào ấy? Chị ở Phượng Lâu ấy. Tôi để cái này chắc là Phượng Lâu thì mọi người à, chắc là em ít biết đúng không? Lâu. Mà hai bạn đều ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội hết á. Dạ vâng. Khi Cũng nào Đồng đang Hương hẹn nhau cà phê ha. Rồi Như Hương, xin yêu đi em. Mục tiêu đầu ra của em là bao nhiêu điểm? mục tiêu đầu ra của em là tầm 850. Rồi ok, 850 là phải học thiệt là chăm nha. Vâng. Cực chăm. Em bên công nghệ, em bên công nghệ là bên phần mềm hả? Là vâng. Em làm lĩnh vực gì? Ý là lập trình viên hay là Em làm tester với cả BA ạ. tester hả? Bên manual hay là auto? Em làm cái nhiều À rồi ok, cô cũng biết sơ sơ thôi chứ cũng rành lắm. Sẵn hỏi. dạ Lam, vâng tiếp tục với Lam nào em. em chào mọi người, mà Lam sinh viên năm nhất của trường nào giao thông vận tải, em ở ở ngoài thành Hà Nội. Mục tiêu đầu ra của em là 700 mũi cả. 700 đúng không? Vâng ạ. Ok. Next chi nào? À, Cô dạ em Thanh chào ơi nghe cô, tiếng cô, đợi cô xíu. ok Thanh nghe tiếng không cô nói rồi. gì Ok. Rồi chi đi dạ. em. Chào mọi người, em sinh năm 2002, hiện thì em đang là sinh viên đại học thương mại. Trước em có tham gia TOEIC level 1 ở bên mình rồi, và lần này là TOEIC level 2 thì mục tiêu em là 750 cộng. Ok. Rồi, cuối cùng Thanh nào em? Thanh. Ủa khoan, cô nghe tiếng Thanh em ơi. Giờ em nghe tiếng cô mà cô lại không nghe tiếng em rồi. Em thử đeo tai nghe vào, em thử đeo tai nghe chưa? Có khi là em bị loa ngoài á. Không sao em cứ lấy không không sao hết. Bình tĩnh thôi, ví dụ như là em cứ thử cái tai nghe ở ngoài hoặc là tai nghe hoặc là loa ngoài xem thế nào được không? Em cứ mở mic đi Thanh ơi. Ví dụ như khi cô nghe tiếng thì cô báo cho, chứ em tắt mic có hồi nó nghe được mà không ai biết chừng đó. Em cứ mở mic đi, khi mà nghe cô báo cho. Chưa nghe. Rồi vậy Thanh, tạm thời em chat cho cô nha. Em chat cho cô giới thiệu sơ về bản thân. Nếu trong cái lúc mình học đó, có thể là em sửa được cái vấn đề đó thì tốt, bởi vì học thì phải có mic, chứ không có mic là một sự thiệt thòi cực kỳ lớn luôn á. Còn nếu như mà hôm nay chưa được thì tạm thời em sẽ nghe và phản hồi với cô qua dòng chat. Rồi hôm sau em check lại mic của em để em hôm bữa từ buổi 2 đó đi ok hơn nha. Rồi bây giờ em chat cho cô nào. Trong khi bạn chat thì cô sẽ gửi một cái link quiz trong cái nhóm chat trong Facebook của mình nha. Cái này cô nhầm, cô gửi nhầm cái link ấy mất tiêu rồi, đợi cô xíu. Không phải này, này link Zoom. Đây là cái link cô sẽ giới thiệu về bản thân mình ha, qua một cái trò chơi nhỏ nhỏ thôi, giống như đó thôi
Cô thấy rồi, Thanh 16 tuổi. À, vậy là Thanh nhỏ nhất lớp mình rồi. Em út trong nhà. Thanh, mục tiêu đầu ra của em bao nhiêu Thanh? Mục tiêu ra của em bao nhiêu? Ủa, đi đâu rồi? Sắp ra 50 rồi, ok. Thanh bật 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 kham đi em. Không có biết rồi em tắt kham, đó là cô không biết đâu mà cô kiếm em. 650. Rồi, ok. Rồi, tạm thời cô nắm được cái mục tiêu đầu ra của lớp mình hết rồi. Lớp mình có mục tiêu đầu ra thì tốt, nhưng em tức là em có mục tiêu là em sẽ định hướng được cái hướng mà em đi. Điểm càng cao càng tốt, tốt cho các em sau này. Thậm chí khi các em ra trường rồi, không những vào cái trường mà sau khi ra trường á, thì cái bằng đó có những công ty họ tính thành phụ cấp cho các em đó, có công ty phụ cấp 3 triệu hoặc là phụ cấp theo tháng 3 triệu hoặc là mấy trăm nghìn hay sao tùy công ty, là chuyện bình thường nhé em, nên học tiếng Anh không bao giờ thiệt thòi hết. Tôi mới gửi link cho các em vào quiz rồi nè, các em vào cái link đó hoặc là em nhập cái mã như thế này cho cô này để mà đốt thêm cái thông tin về cô ha, cũng dễ lắm các em. Đoán trước rồi cô sẽ giới thiệu bản thân mình sau. Chơi trò chơi đầu cho nó in white xíu. Cô thấy Mỹ vào rồi nè, Hà, Ngọc, Linh nè. Đăng rồi, Duy rồi. Bạn nào mà vào không được, có vấn đề gì nói cô nha. Còn Thanh thì có vấn đề gì em chat cho cô nha. Mạnh dạn nha. Các em một vào link, hai là gõ quizy rồi nhập cái mã này vào là xong. 7 còn 2 bạn nữa nào, lớp mình tới 9 bạn. Và lưu ý là mỗi bữa mình đều có bài tập về nhà nhớ em, cô ghi rõ deadline trong đó. Phải làm bài tập về nhà đầy đủ nha, không làm đầy đủ là bài tập về nhà mà làm không đầy đủ làm sao thi làm cho đầy đủ đúng không? Nên phải làm bài tập đầy đủ. Và cái thứ hai là mỗi bữa mình sẽ có bài kiểm tra 5 phút đầu giờ về từ vựng nhớ em. Nên lớp mình nhớ ngày nào cũng phải học từ vựng hết. Tức là bắt đầu từ thứ sáu tới là các em sẽ có 5 phút đầu giờ kiểm tra từ vựng. Mà nếu các em đạt á, sẽ có 25 câu mỗi ngày. Nếu các em 2-3 câu trở lên đúng á, các em đạt. Thì ví dụ sau này, ví dụ như vấn đề là ví dụ như là em thi không đậu đầu ra đi, thì trung tâm sẽ hỗ trợ em hết mình. Ví dụ như em học lớp khác hoặc là em được ôn lại. Nhưng nếu các em vi phạm nội quy là các em không đạt về kiểm tra 5 phút từ vựng, không làm bài tập đầy đủ vân vân, thì ví dụ như sau này là không đạt thì các em tự chịu trách nhiệm á. Nên nhớ là các em cố gắng hết mình thì trung tâm sẽ hỗ trợ mình hết mình ha. Bây giờ có bắt đầu nha. Rồi, let's go. Chơi xíu đi nào. Trời, cô thấy có nhiều bạn đó cũng hay ấy chứ. Hurry up, 1 minute left. Ok, time's up. Với lại lâu lâu cô sẽ gửi quiz cho các em làm bài nữa nha, làm bài tập về nhà. Khi nào có thấy ít bài tập quá cô sẽ gửi cho các em làm. Cũng như trò chơi thôi các em. Rồi, Mỹ đoán trúng nhiều nhất nè, đoán mà nhanh nhất đó nè, Mỹ nè.
thứ nhì là Hà nè, thứ ba là Chi nè. Bạn đâu thể tóm tắt được cho cô cái thông tin cho cô không? Duy đi, em có thể nhớ gì về cái thông tin của cô không trước khi cô giới thiệu? Duy nào? Tên là Hằng, Ừ. sở thích để đi du lịch và 27 tuổi. Ừ. Còn hết một cái quan trọng. Tôi là 935. Rồi ok. Đúng rồi đó các em, thông tin cơ bản của cô chỉ vậy thôi. À đây, bảng điểm của cô đây ha. Các em thấy rõ không? Thấy không, thấy rõ hả? Để cô xem cô có lơ trong này không. Bảng điểm của cô 935 ha, cô để trên trên đó luôn chứ cô ít có tải về lắm. Và còn hạn nhắn em năm mới năm 2022 thôi. Cô nhắc lại một xíu ha. Thì cô tên là đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi, lớn hơn các em hết trong này nè. Cô hiện tại là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê cô ở Quảng Ngãi. Trong này cô thấy không ai ở miền Trung hết. Đợt trước cô dạy các lớp khác đó là có vài bạn cũng đồng hương á. Bằng số của cô thì năm 2022 ha, năm 2022 được 935 điểm. Và sở thích của cô thì đi du lịch thôi. Hiện tại thì ban ngày thì cô cũng làm trong công ty phần mềm, còn tối thì cô dạy số ít hơn. Đây hồi nãy cô biết sơ sơ về lĩnh vực của ai nhận quên mất tiêu rồi. Cô làm dép ạ hay là làm gì ở Không, phần cô làm hành chính nhân sự à? nhưng mà có tuyển dụng nữa, đây là cô biết sơ sơ. Rồi là xong phần giới thiệu ha, xong phần dặn dò 5 phút kiểm tra từ vựng mỗi ngày ha, nhớ 5 phút từ vựng kiểm tra mỗi ngày để các em nhớ học từ vựng nha. Phần tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn về cái phần bài tập. Một bạn tắt mic giúp cô nào. Thôi Ừ, em hỏi đi. tôi chỉ để chịu Em hỏi gì hả Duy? gọi tôi chỉ cho trẻ được cô. Ừ, chị cô gì cũng được hết. Tại bình thường cô xưng cô nó quen rồi nên các em có thể xưng chị hoặc cô đều được nha. Chị cô gì cũng được. Quan trọng là học bài với làm bài cho cô là được. Đây, cái buổi mẫu nữa các em, cô hướng dẫn nha. Cô sẽ ghi ba mục rõ ràng như thế này này. Ví dụ LC tức là listening đó em, là em có cuốn sách đó thì em sẽ làm bài tập. Bởi vì các em học level 1 rồi á nên là cái phần level 2 của mình á thì cái phần listening em sẽ có 100 câu. 100 câu phần listening tức là nguyên cái bộ test phần nghe listening luôn. Thì em sẽ quay video chụp trong đó có đáp án luôn. Và các em tính đáp án cho cô là à em đúng bao nhiêu câu trong đó. Được chưa? Là ví dụ như là 90 trên 100, 90 xẹt 100 cho cô để cô nắm được cái tình hình của các em nghe như thế nào. Và nhớ quay video lại nhắn em. Và một điều quan trọng, cái câu nào sai, bởi vì trong này là có đáp án hết á, nên câu nào sai là các em phải check sửa lại cho cô nha. Phải biết lý do sai. Chứ giải bài xong quăng đó không xem câu nào sai hay gì hết rồi. Chắc chắn là hiếm khi mà lên được điểm á. Nên nhớ nha, cái khâu trừ cái câu sai là cực kỳ quan trọng. Cái phần thứ hai là phần sách workbook, là sách reading của các em á. Tương tự các mỗi buổi các em cũng có một cái bài tập về nhà theo buổi á, theo ngày á, thì các em cũng sẽ quay video hoặc là chụp tùy các em. Đương nhiên là up với comment cho cô nhé các em. Rồi sau đó tính tổng câu đúng, bởi vì cái RC này cũng có đáp án nha các em. Có đáp án để cho các em check luôn. Và nhớ khi làm bài, kể cả sau này em giải đề, câu nào sai là phải check, phải sửa lại cho cô. Đến khi nào đúng thì thôi. Trong trường hợp các em xem mà không biết lỗi sai chỗ nào thì chụp inbox cho cô hoặc là gửi group để cô và các bạn cùng giải đáp cho mình nha. Chứ một các em không nên phớt lờ cái lỗi sai của mình nha. Đó là một cái điều rất là nghiêm trọng á. Nên là các em phải sửa sai, sửa không được thì hỏi. Và cái thứ ba là từ vựng. Cái buổi đầu tiên em sẽ có 5 unit từ vựng trong sách từ vựng á. Là em sẽ có cuốn sách từ vựng đó, em học 5 unit, sau đó em sẽ làm quiz trên cái link này. Cái link này này em click vào em làm cho cô 5 unit. 5 unit khi em làm xong nó sẽ ra cái kết quả cho em. Nó ra cái kết quả cho em là à ví dụ như em làm được đúng 10 trên 15 câu, 20 trên 25 câu gì đó, hay là 25 trên 25 câu thì em chỉ cần chụp cho cô kết quả mà thôi. Được chưa? Cô ghi rõ nên em chụp cho cô kết quả thôi. Thì riêng có số 3 nè là em có 5 cái hình cho cô nha, bởi vì 5 unit mà. 5 unit là 5 cái hình quiz để cho cô á. Còn trên này thì các em tùy, các em quay video hoặc lại, nhưng mà nhớ tính tổng số câu đúng cho cô và xem câu nào sai nha.
cô dặn rất là kỹ đó, nên nhớ. Và deadline của lớp mình là 12 giờ buổi học tiếp theo. Nếu các đương nhiên là cô biết các em cũng đôi khi bận bận học hay bận làm, nhưng mà cố gắng sắp xếp thời gian. Trong trường hợp mà ngặt nghèo quá đó, thì các em nhớ nhắn tin cho cô hoặc là trợ giảng biết chừng. À là tức là em à có phép hay gì đó để cô nốt vào trong file, để khi mà các quản lý hay là trung tâm nhìn vào thì cũng biết à thái độ học tập của em tốt, em làm không kịp nhưng mà em cũng có báo cho giáo viên trợ giảng biết, vân vân. Thì sau này thì có gì trung tâm hỗ trợ cho em á, nhớ nha, nhớ báo cho giáo viên hoặc là trợ giảng biết chừng khi mà các em không kịp làm ngoài bài tập về nhà. Và luôn luôn phải đọc bài đầy đủ nha, thiếu bài là các một bài thiếu là những cái bài sau giống như các em sẽ bị buông lơi là một, cái thứ hai là sẽ ảnh hưởng những bài sau nữa, nên là đừng có làm mất đi cái sự trôi chảy trong quá trình học nha. Làm bài liên tục trong cái gì trong quá trình thắc mắc hỏi cô. ID Zoom đó em, đợi cô chút. Thì cô sẽ quay lại cái Zoom. Ba tám không hai không tám em. Ủa mà em đang ở trong Zoom mà em hỏi chi nữa vậy Thanh? Em cứ chat rồi nha. Rồi, trong khi cô phản hồi cho bạn Thanh đó, thì các lớp mình có thắc mắc về cái phần nào Thôi cho em hỏi là không? quay quay video bài tập về nhà là cái reading, quay video tức là mình quay cái trang giấy đấy thôi đúng không? À, chữ Đúng rồi. đúng. Đúng rồi. Để cô share cái màn hình cái bên này, cô ví dụ cho em một cái này. Giả sử trong trường hợp có phần nghe nha, nếu mà phần nghe các em in cái tờ giấy, các em in tờ giấy hoặc là các em để tô á, hoặc là các em ghi đáp án này 1A, 2B, 3C thì em chỉ việc chụp cho cô thôi. Nhưng nếu em làm luôn trong cuốn sách thì buộc em phải quay video hoặc là em chụp tuần tra. Nhưng buộc nghĩ phần nghe á, thì các em nên một là làm trên Word chụp qua cho cô Excel, hoặc là in cái tờ đen tô á, nếu mà em nào có ý định mà thi trên giấy á thì sẵn in luôn cái tờ tập tô luôn, chụp cho cô 100 câu để cô biết là câu nào đúng câu nào sai. Các em nhớ check vào cho cô để cô biết câu nào đúng câu nào sai nha, để cô biết là các em bị phần nào nhiều hơn mà khắc phục. Tức là mục tiêu của cô á, là để cô biết là các em bị cái phần nào nhiều hơn, phần 1, phần 2 hay phần nào em bị nhiều hơn, để cô nhận xét của các em khác khắc phục được chưa. Và sau tính tổng cô đúng cho cô. Đó là phần nghe. Còn phần đọc của ví dụ như phần đây là sách vở của các em nè, từ câu 1 đến câu rất là nhiều, cô nhớ là như 100 câu lận đó, thì các em sẽ quay video nè, ví dụ em làm sao em quay video cho cô nè, đó quay những cái này cô mới biết là em sai câu nào em đúng câu nào chứ, đúng không. Rồi sau tính tổng câu đúng cho cô, bắt buộc phải tính tổng câu đúng cho em, tự mình tính nha, tổng số câu là bao nhiêu. Ví dụ như 100 câu đúng 45 câu thì là 45 trên 100, tổng số câu 200 câu đúng 190 câu thì đi 190 trên 200. Nhớ là ghi để cô biết phần trăm là bao nhiêu nữa. Và nhớ phải chữa lỗi sai nha. Bây giờ có phần bài tập về nhà các em có thắc mắc gì không? Vâng, cô thấy tức là mình sẽ được gửi cái file file PDF này đúng không? Ý là em tính làm luôn trên file PDF hả? Hay là em làm trên sách? Vâng, em mà ví dụ làm trên file PDF thì là cô sẽ gửi cho ví dụ để quay video ấy ạ. Nếu mà em làm trên file PDF như thế này á thì cô nghĩ em nên quay video đi. Em quay video Nhưng mà file PDF này thì ở đâu ạ? cái file này á em. Vâng. Cô nhớ bình thường là phát sách mà đúng không ta? À vâng, có sách vậy ạ, nhưng em bảo là chị Rồi ok, vậy thì hướng cô sẽ gửi dẫn file cho em. em. Nếu mà em muốn file thì cô gửi file cho em. Dạ vâng, còn bọn em thì có sách nên em chưa hiểu là quay video như thế nào. Ok ạ. Rồi ok, nếu còn còn file thì cô gửi file cho em. Dạ vâng. Rồi, còn thắc mắc gì về bài tập về nhà nữa không? Và nhớ mỗi bạn một comment nhé em. Các em trả lời theo comment của mình nha. Chứ em ghi một comment xong dưới em ghi một comment riêng là nó bị tách đó. Trả lời trong một cái comment của mình thôi ha. Rồi xong nha. Giờ cô qua cái phần nói về sách nè. Thì các em sẽ học học như học cái cuốn sách giáo trình này ha. Giáo trình level 2 này. Thì em để với cô buổi 1 thì hôm nay mình sẽ học về từ loại này. Đó. Rồi sau đó hôm buổi thứ hai là em sẽ học về từ loại nâng cao, nó sẽ có trong này em. Ví dụ như buổi 1 nè, bài 1 là từ loại nè. Nhưng mà cô muốn các em chú ý cho cô một điều trong này. Ví dụ như buổi 2 đi,
từ loại nâng cao, em thấy ở dưới có dòng chữ không, làm trước buổi 3 trong giáo trình. Thì em nhớ là trước khi em làm bài tập về nhà là em check cái này cho cô nha. Ví dụ như buổi 1 thì em có gì hết thì em chỉ làm bài tập về nhà thôi. Nhưng buổi 2 sau khi học xong buổi 2 nè thì em phải làm trước buổi 3, em biết không? Cái buổi 3 trong giáo trình nó gần 50 trang lận. Mà em nghĩ đi, 1 tiếng rưỡi làm sao mà làm 50 trang sách, 50 trang sách đúng không? Nên đó là lý do các em phải làm trước buổi 3 cho cô ở nhà. Buổi 3 trong giáo trình này cho cô ở nhà để mà lên lớp đó, cô sẽ giải những thắc mắc của các em, hoặc là cô hỏi bất kỳ để các em trả lời. Chứ năm chứ em tưởng tượng là gần 50 trang mà làm sao em đọc không kịp nó, nói chi là làm trong 1 tiếng rưỡi. Nên thành ra em để cho cô những cái dòng chữ màu đỏ này nhớ em. Ví dụ như bài sau buổi 2 này em phải làm bài tập về nhà, em phải làm bài tập về nhà và em làm trước buổi 3. Sau buổi thứ ba em làm bài tập về nhà và em làm trước buổi 4 trong giáo trình. Đây là giáo trình nha, để cho cô chữ này nhớ em. Chứ các em mà không làm bài trước là chắc chắn theo không kịp nha. Cô nói trước rồi á, nên các em nhớ chú ý. Tại giáo trình 2 của mình nó hơi nặng xíu, nhưng mà nó tăng điểm rất là nhanh. Ok chưa? Rồi bây giờ mình có bài 1 nha. Đây là lộ trình của nguyên các khóa học của lớp mình luôn nè. Từ buổi 15 trở đi là em sẽ giải đề thật luôn á. Nên phải chuẩn bị kiến thức thật là kỹ lưỡng trước khi mà giải đề thật. Bây giờ mình qua bài 1 nhé em. Đọc giúp cô cái chỗ này nào Ngọc. Ngọc. Đọc giúp cô đi em. Ngọc. Dạ Đọc giúp cô chỗ này nào. à vâng ạ. Trong trong tiếng Anh, từ loại là một điểm ngữ pháp nhỏ trong một biển ngữ pháp, tuy nhiên trong đề thi TOEIC, từ từ loại là một phần bài tập rất quan trọng, chiếm khoảng 1/3 số lượng trong số lượng câu trong phần 5 và phần 6. Do đó việc học và hiểu vị trí từ trong câu, từ nào bổ nghĩa cho từ nào là một điều rất quan trọng để bạn chinh phục được kỳ thi TOEIC. Yêu cầu cơ bản về loại từ trong TOEIC reading: học thuộc các loại từ, tính từ, danh từ, động từ, trạng từ và nắm rõ các vị trí của các từ loại trong câu ạ. Rồi ok, vậy tóm lại là các về từ loại là em sẽ có danh, động, tính, trạng đúng không? Thì em nắm cho cô học thuộc những cái danh từ đó, những cái loại từ đó và vị trí của nó trong câu là ok ha. Đầu tiên mình sẽ qua phần tổng quan về từ loại trước này em. Cái này là review ở cái level 1 của các em á. Đây là review thôi ha, các em học rồi giờ review thôi. Đọc giúp cô cái này nào à? Ha, đọc giúp cô phần danh từ đi em. Danh từ định nghĩa là một từ, là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm. Vị trí là đứng trước câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau động từ, giới từ làm tân ngữ. À, đọc luôn cả cái công thức này à? Ừ, đọc với cô ô này đi nào. À, động từ cụm tân ngữ, điền danh từ làm chủ ngữ. À, chủ cộng động từ, điền danh từ làm tân ngữ. Hai, đứng sau mạo từ, ơ, ân, dơ, điền danh từ. Ba, đứng sau danh từ sở hữu, Tính my, từ your, sở hữu. à tính từ sở hữu, my, your, our, their, his, her, it. Điền danh từ, bốn, đứng sau từ chỉ luận, some, few, little, many, thì điền danh từ. Rồi, thank you. Cô sẽ tóm tắt xong sơ phần danh từ nhé em. Danh từ trong tiếng Anh nó cũng như danh từ trong tiếng Việt không? Và nếu như nó đứng đầu câu thì nó làm chủ ngữ thôi. Được chưa? Nhưng mà nó đứng sau động từ hoặc sau giới từ thì làm tân ngữ. Đơn giản một câu thôi ha. Ví dụ trong này đi. The cat đỡ có xíu, nó hơi đau xíu. The cat eats the mouse. Rồi trong này có bao nhiêu cái danh từ đây chi? Rất là chú ý không? Hai danh từ, Hai danh từ Ừ đâu em? Chi, khoan, chi nha, Linh chi.
Linh chi. Có bao nhiêu danh từ em? Em nói sao nhỉ? Ủa chi đâu em? Có hai danh từ cơ ạ. Ừ đâu Hết. em? Đâu? Head và mouse. Rồi, the cat với lại the mouse. Vậy hai cái danh từ này nó đóng vai trò như thế nào trong câu em? Một cái thì làm chủ ngữ, một cái thì làm tân ngữ. Cụ thể nào? The cat thì là chủ ngữ và the mouse thì là tân ngữ. Đúng rồi, vậy đơn giản thôi em. The cat đứng trước động từ it thì nó làm chủ ngữ. The mouse đứng sau động từ it thì nó làm tân ngữ, được chưa? Cái này các em học hết rồi. Cái thứ hai, đứng sau mạo từ, vậy cứ nhớ cho cô mạo từ là em sẽ có in the. Có mạo từ chắc chắn có danh từ nha, và nó ở phía sau. Cái thứ ba, tính từ sở hữu. Nghe sở hữu là biết của rồi, sở hữu là của đó, của tôi, của bạn, của anh ấy, của họ, vân vân. Đây là những cái tính từ sở hữu buộc các em phải học thuộc. Thì khi em thấy tính từ sở hữu chắc chắn sẽ có danh từ phía sau, không thể nào thiếu được. Và đứng sau từ từ chỉ lượng, từ chỉ lượng ví dụ như some, few, little, many, a lot, vân vân, thì đằng sau nó sẽ là danh từ nha. Đây là những dạng hay gặp nhé em, đương nhiên còn nhiều dạng nữa nhưng mà họ liệt kê cho em bốn dạng hay gặp của danh từ. Nhớ nốt lại nha, nếu mà không nhớ hoặc là thắc mắc hỏi nha. Học trong lớp mình dạng nhé em. Rồi, tính từ đọc tiếp cô nào qua. Tính từ định nghĩa là từ dùng để miêu tả đặc tính, đặc điểm, tính cách của các danh từ. Vị trí là đứng ngay trước danh từ trong các công thức and the cộng now thì điền tính từ by for our there is cộng ba chấm với danh từ điền tính từ. Tiếp theo là some few little many cộng với tính từ cộng với chủ ngữ cộng với danh từ. Thứ hai là từ sau to be để miêu tả cho chủ ngữ cộng to be cộng với tính từ. Đúng rồi, vậy trong này tính từ em cứ nhớ như tiếng Việt luôn, để miêu tả đặc điểm, đặc tính, tính chất của con người, của sự vật, tức là của danh từ đó. Và em nhớ cho cô, nó cứ đứng trước danh từ này, em thấy không? Dù là in the hay là cái hay là tính từ sở hữu hay là từ chỉ từ hạn định đi nữa thì em thấy không, nó vẫn có một cấu trúc chung là trước danh từ. Vậy em cứ đúc kết cho cô là tính từ đứng trước danh từ và đứng sau động từ to be, được chưa? Tính từ đứng trước danh từ, đứng sau động từ to be. To be của em có thể kể cho cô ba ba cái này còn hết. Dạ. Am is all còn hết em. Còn was Thì hoàn thành thì sao? Hoàn thành. hoàn thành thì là S we have Be. Be. been To be hoàn thành là be nha. Đây đây, be. okay. Has been vân vân, thì has has cho nó chính là trợ từ trong cái thì Ở động hoàn từ thành, được chưa? Trợ động từ. Rồi các em nhớ nốt vào nha, những cái cô highlight là những cái quan trọng á, để các em làm bật lên á. Với lại đôi khi đây có sách á, các em chuẩn bị nhiều màu bút nữa để làm cho nó rõ nữa. Động từ đọc giúp cô nào Thanh. Nói được chưa Thanh? dạ cô là từ để chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ thể. Mọi câu cấu trúc chủ từ, động từ, tức từ trong tiếng Anh đều phải có động từ, hay nói cách khác trong một câu thể đã có một chủ ngữ thì phải có một động từ chi ở thì stand đi kèm. Rồi, thank you. Em để cho cô một câu hoàn chỉnh luôn luôn có động từ chia thì nhé em. Không thể nào mà thiếu động từ chia thì được. Được chưa? Có, cứ nhớ có chủ ngữ sẽ có động từ chia thì. Đây là một câu rất là hay á, cứ có chủ ngữ là có động từ chia thì. Rồi, tiếp tục trạng từ đọc giúp cô nào Mỹ. Trạng từ là từ để miêu tả cho chúng ta biết cách thức
mà ai đó đang làm việc gì. Vị trí một khi bổ nghĩa, một bổ nghĩa cho động từ, khi đó trạng từ sẽ đứng sau động từ. Tuy nhiên nếu sau động từ đó còn có tân ngữ thì trạng từ có thể đứng trước động từ. Động từ cộng tân ngữ cộng trạng từ hoặc trạng từ cộng động từ cộng tân ngữ dùng để bổ nghĩa cho tính từ. Trong trường hợp này trạng từ sẽ đứng trước tính từ. Under cộng ba chấm cộng tính từ cộng danh từ tiền trạng từ. My your out there his her is cộng ba chấm cộng tính từ cộng danh từ thì điền trạng từ. Some feel little many cộng ba chấm cộng tính từ cộng danh từ thì điền trạng từ. Chủ từ cộng cộng to be is am are cộng ba chấm cộng tính từ thì điền trạng từ. Ừ, thì chủ ba chấm các em điền trạng từ. Vậy trạng từ cô nói lại một cách nữa, trạng từ miêu tả cách thức mà ai đó làm gì. Vậy em để cho cô có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bổ nghĩa cho động từ thì có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ đều được nhé em. Bổ nghĩa cho động từ đứng trước sau động từ đều được. Cái thứ hai, bổ nghĩa cho tính từ thì đứng trước tính từ. Vậy thôi, em cứ nhớ vậy cho nó gọn ha. Dưới này họ ghi cho em, dưới này là họ ghi chi tiết ra là em nhìn em biết là trong cụm danh từ này thì em có thấy không, trạng từ đứng trước tính từ này, trạng tính từ phía sau trạng từ phía trước này, tính từ phía sau trạng từ phía trước. Vậy cô đúc kết lại ngắn gọn cho em là nếu nó bổ nghĩa cho tính từ thì nó đứng trước tính từ. Vậy thôi ha. Trước hết các em xem lại cái này có thắc mắc gì không, có đã thắc mắc gì mạnh dạn hỏi như lớp mình, các em xem đi. Và đương nhiên đây là trường hợp tương đối nha em, còn nhiều cái nữa chứ không phải là toàn bộ đâu, rất là nhiều, nhưng đây là cái thường hay gặp ha. Có thắc mắc gì không? Rồi, không hỏi là không thắc mắc ha. Bây giờ cô qua dấu hiệu nhận biết nữa em. Đây là một cái cực kỳ quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Quan trọng là bởi vì giả sử chỗ đó em cần danh từ đúng không? Nhưng em chưa hề biết từ đó nghĩa là gì hết. Em chưa hề gặp bao giờ luôn. Nhưng em có thể dựa vào cái đuôi để em có thể đoán ra. Được chưa? Giống như đó là cái mẹo cho em vậy đó. Đọc giúp cô cái này đi nào hướng. Hướng Trần, hướng. Cô em tên là Hường. Ủa anh tên là Hường à, Dạ vâng. Đặc điểm chung của các câu thuộc chủ điểm ngữ pháp từ loại. Bốn đáp án có hình thức dần dần giống đúng không? Bốn đáp án có hình thức gần giống nhau, hầu như là chỉ biến đổi tiền tố hoặc hậu tố để dành thành dạng từ khác, từ loại khác. Thông thường chỉ cần áp dụng công thức để xác định từ loại cần điền vào vị trí, ít khi cần dịch nghĩa, yêu cầu thí sinh thuộc công thức và dấu hiệu nhận biết để làm nhanh, tiết kiệm thời gian cho câu hỏi từ vựng. Khi làm part 5, thí sinh nên nhìn đáp án trước khi xem đó là trước để xem đó là chủ điểm, ngữ pháp hay là từ vựng để xác định cách làm, nhiều câu không cần dịch nghĩa. rồi cô ví dụ những câu ngữ khác nữa em. Cô ví dụ như cái góc từ là teacher đi ha, với đáp án A của em là teach, đáp án B của em là gì, teacher, đáp án C của em là teaching đó. Thì em thấy không, nó cùng một gốc từ là từ teach thì đây sẽ thuộc về ngữ pháp, đây là dạng về ngữ pháp. Em chỉ cần thuộc công thức và dấu hiệu nhận biết để em làm ra, được chưa, đối với dạng này. Nhưng ví dụ từ vựng A teacher, B students, C worker đó. Cô ví dụ như vậy đi, giáo viên, học sinh với lại công nhân thì đây là những cái nghĩa khác nhau thì nó thuộc về từ vựng. Còn đây là cùng một nghĩa nhưng khác hình thức loại từ thì nó thuộc về ngữ pháp. Thì thuộc về ngữ pháp em chỉ cần dựa vào công thức với lại dấu hiệu là em có thể làm nhanh được rồi. Không cần dịch hết câu hết ngày hết giờ. Các em hiểu ý cô chỗ này không? Ổn không? Làm ổn không? Rồi. Rồi, giờ tiếp tục. Bây giờ dấu hiệu nhận biết cái bảng này cô yêu cầu các em học thuộc cho cô nha. Bởi vì cái bảng này như cô nói á, giả sử các em còn danh từ đi, à em nhìn vô em thấy là ai cái này còn danh từ á, nhưng mà từ loại em chưa gặp bao giờ hết thì em có thể dựa vào cái đuôi này nè, để em cần à danh từ cái đuôi sần, chọn sần danh từ. Được chưa? Học thuộc cái bảng này cho cô ha.
đọc sơ của các bạn giúp cô nào Lan. Về danh từ có đuôi thuyền, chì, xì, thuyền, mừng, nest, rùm, eo, is, air. Tính từ là al, able, evil, full, chip, ship, un, an, out, is, less, in, edit. Trang từ là cùng tính từ cầu quên ly, động từ là nuôi s, nuôi ise, ize, phi, ẩn. Phone, em sẽ là phone nha. Cho cô một ví dụ về cái danh từ bên này, em một ví dụ bất kỳ. Làm đi em. Ví dụ bất kỳ. Danh từ. Đuôi này là thường thì các em đương nhiên sẽ có những cái đuôi khác và sẽ có ngoại lệ nữa, nhưng ít nhất là 90% là như vậy, nó vẫn đỡ hơn là em không biết gì. Cho cô một cái ví dụ về cái đuôi danh từ đi em, bất kỳ đuôi nào cũng được. Danh từ nhiều mà. Teacher. Rồi, ví dụ teacher thì là đuôi R chỉ người ha. Teacher thì em nên ghi là teacher ha, bởi vì danh từ số ít phải có từ hạn định. Tính từ cho con một ví dụ nào chi? Trạng từ là đăng nha. Động từ sẽ là duy. Tính từ là national. Rồi, next. Bạn khác ha. Đạo tư. Từ closely, Sao em closely á? cái trôi chảy á, fluently, À, fluently hả? Đấy hả? vâng. Rồi, đã trôi chảy à, fluently. Động từ. Duy, có động từ nào không em? Có đuôi như vậy không? Ví dụ trang trí. Trang trí. Trang trí nhà cửa, văn phòng. Trang trí có từ decor, Đúng rồi, decor, decorate. Thường họ dùng decor đấy, decorate ha. Create. Về nhà nếu các em có thời gian thì các em nên cho mỗi cái từ này là một ví dụ để mình dễ nhớ hơn ha. Bởi vì trên lớp mình có thời gian nên cô cho một ví dụ cho những cái trường hợp này thôi. Còn về nhà các em có thời gian thì cho mỗi ví dụ những từ này này. Nhớ, nhớ là học thuộc cái đuôi này nhớ em, cực kỳ quan trọng á. Cô giả sử chỗ đó em cần điền động từ đúng không? Mà bây giờ em không có biết, em chưa gặp bao giờ, thì đôi khi em dựa vào cái đuôi này, à, xác định nó chính là động từ mình chọn vô. Đó là cái lợi ích cơ bản này ha. Và em nhớ cho cô, dấu hiệu này chỉ mang tính chất tương đối đúng nha các em, sẽ có trường hợp ngoại lệ. Được chưa? Sẽ có trường hợp ngoại lệ á. Trong tiếng Anh không có gì tuyệt đối hết các em. Sẽ có ngoại lệ hết á. Và tính từ đuôi in với lại tính từ đuôi đi, em sẽ học ở bài 2 nha. Và đánh dấu sau là em sẽ học kỹ ở bài 2 hơn. Bản này về nhà học thuộc nha. Bây giờ công thức với danh từ nữa em. Đọc giúp cô công thức nào Thanh. Thanh Khanh rồi em. Dạ cô là công thức under cộng với trạng từ, tính từ với danh từ. Ngoài under, thí sinh có thể dựa vào tính từ sở hữu hoặc từ chỉ lượng để xác định chỗ trống cần điền một danh từ. Trong đó, tính từ sở hữu gồm my, your, his, her, their, our, its. Từ từ chỉ lượng all, many, much, few, some, little. Đúng rồi, vậy em nhìn đây là công thức cho các em nha. Em để ý and hoặc là tính từ sở hữu hoặc là từ hạn định sẽ ở cái vị trí như cô đang để mũi tên rồi nha. Ở đây khi em thấy những từ này thì chắc chắn sẽ có danh từ, nhớ này, chắc chắn danh từ, và danh từ sẽ là em đặt sau cùng nha. Bắt đầu trước danh từ là sẽ là tính từ bố nghĩa cho danh từ nè, trạng từ bố nghĩa cho gì Ngọc.
Ngọc. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Vậy trạng từ bổ nghĩa cho gì Ngọc? Nguyễn Thị Ngọc. À, động từ chặn từ ạ. Ừ, trạng từ bổ nghĩa cho gì? Trong mắt cụm này nè em. Thì trạng từ bổ nghĩa cho gì? Bốn cái gì em? Tính từ đứng trước danh từ, bốn nghĩa cho danh từ, vậy trạng từ bốn nghĩa cho. Mới học xong mà em. Vậy Hà nào, trạng từ bốn nghĩa cho gì Hà? Sao từ hổ nghĩa cho tính từ à? Đúng rồi, trạng từ đứng trước tính từ, bốn nghĩa cho tính từ. Đây nè em, đây trạng từ em sẽ có hai cái bổ nghĩa cho động từ với lại bổ nghĩa cho tính từ, nhưng đây là một cụm danh từ làm gì có động từ trong này, nên thành ra nó chỉ bổ nghĩa cho tính từ đứng trước tính từ, bổ nghĩa tính từ thôi ha. Cô cho một, các bạn nào cho cô một cái ví dụ theo cái công thức này không? Hương có ví dụ về công thức này không em? Cho một ví dụ nào. Là ai có không? Ví dụ bây giờ cái từ đầu tiên của em là gì? Ví dụ em có thể chọn and the hoặc là do hay gì đó, cứ chọn là chữ her đi ha, ví dụ thôi, her. Đúng chưa? Bây giờ cô cần một danh từ muốn miêu tả ai đây? Ví dụ như là gì nhỉ? Ví dụ như là car, Hả? car, ô tô, Car. car, yes. Rồi, her car rồi, bây giờ em bổ nghĩa cho car nào? Red, Red, red car. her red car. Ok, còn nếu mà thêm trạng từ nữa thì sao? Dùng chặt từ mình. Thanh, có thấy Thanh giơ tay? Thanh thì sao? Cho cô là her restaurant is ai học Không, cô đang cần một cái cụm danh từ thôi em, chưa cần hoàn thành một câu. Ví dụ như her red car đúng không? Thì em mới có cái tính từ sở hữu nè, mới có tính từ nữa nè, rồi có danh từ nữa. Còn ví dụ trạng từ thì sao? Ví dụ như là her very red car, của ví dụ vậy. Thì lúc này em nhìn nè, her chính là cái vị trí này đúng không? Very chính là trạng từ đó. Very hoặc extremely. Red chính là tính từ nè, core chính là danh từ này đó, nó sẽ bổ nghĩa này. Hoặc em dùng đơn giản hơn là một cô gái cực kỳ an extremely extremely cute beautiful cũng được, girl đó, được chưa anh thấy không? An thì đằng trước có nè, extremely chính là trạng từ nè, cute tính từ nè, girl danh từ, thì cute sẽ bổ nghĩa cho girl. Extremely sẽ bổ nghĩa từ cute, một cô gái cực kỳ dễ thương, được chưa? Dễ thương bổ nghĩa cho cô gái, cực kỳ thì phải là cực kỳ dễ thương chứ không thể nào cực kỳ cô gái được, nên là nó bổ nghĩa cho từ dễ thương á, cực kỳ dễ thương ha. Ổn cái này chưa? Được chưa? Next sao? Bây giờ cô sẽ cho lớp mình không đọc rất là ví dụ này đi, rồi cô cho lớp mình tự làm bài tập nào. Đọc cho cô ví dụ này nào Lan. Bây giờ trước có chỗ này theo em là điền loại từ gì cái đó. Chưa nhìn cách làm nha, nhìn cho cô cái này đi. Tại sao em điền danh từ? Bởi vì nó làm chủ trong câu ạ. Làm sao em biết nó làm chủ ngữ? Lỡ làm tân ngữ thì Thì sao? đứng đầu câu của cô. Đứng đầu câu là một, cái thứ hai là đứng trước động từ. Đang thấy Trước không? động từ ạ. Đúng rồi, đứng trước động từ thì làm chủ ngữ, mà chủ ngữ thì là danh từ. Vậy trong này nếu như mà em, nói chung là em biết từ trước chưa? Biết từ trước thì chọn, còn nếu không biết từ thì dựa vào dấu hiệu chọn cho cô đáp án là. À. Tại sao? Là em biết trước hay là em dựa vào gì? Tại vì nó có đuôi mình. Đúng rồi. Giả sử em không biết cái từ encouragement đúng không? Em chưa hề biết trước, nhưng em xác định chỗ này cần danh từ. Em nhìn nè, đuôi chỉ có đuôi mình trong này là danh từ thôi. Encourage nó là verb không, bởi vì dưới này em thấy verb ed không? Đôi khi em nhìn đáp án em suy ra loại từ đấy em. Câu B là verb không,
Câu C chính là câu B thêm ED, thấy không? Thành ra câu B với câu C chính là verb. Rồi câu này chính là verb in luôn nè. Thì thành ra ba cái này là verb nè em. Đôi khi dựa vào đáp án để suy ra loại từ nha. Đó là một cách rất là hay á. Được chưa? Ổn không? Rồi bây giờ Lam đọc cho cô cách làm như này nè. Hồi nãy là mình tự làm, giờ mình đọc cách làm xem. Nhìn đáp án A, B, C, D ta thấy đều đây đều là các dạng thức của to incorporate, dạng bài từ loại, xác định chủ trống cần điền từ ở vị trí đầu câu, điền danh từ làm chủ ngữ, nhìn đáp án và tìm các dấu hiệu nhận biết danh từ. Từ đó ta chọn được ra đáp án A. Vui mừng. Đúng rồi, được chưa? Ổn rồi đó em, nếu mà không hiểu hỏi lại nha. Rồi bây giờ từ câu 1 đến câu 10, cô cho lớp mình 2 phút làm nha. Cái này cũng dễ làm nhanh, các em nhớ nhìn trước nhìn sau nha. Chứ không phải bài danh từ là điền danh từ đúng không em. Mình đang học danh động tính trạng nên có thể điền bất cứ cái loại từ nào á. 2 phút làm cho cô nào. Bạn nào xong ghi đinh cho cô nha. Để cô biết chưa? Một là ghi đinh, hai là raise your hand cho cô. Để cô biết chưa? Nhớ nhìn trước nhìn sau. Phía sau là danh từ, vậy phía trước là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ. Phía sau là tính từ, vậy phía trước sẽ là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ. Thường là như vậy. Hồi nãy cái bảng đầu tiên rất là quan trọng nhớ em. Để em biết được là cái loại từ nào, bổ nghĩa cho từ nào, vị trí đúng như thế nào á. Cực kỳ quan trọng. Có 10 câu thôi em. Cô ơi, cho em hỏi là nó ở đâu vậy cô? Ở trang 7 em. Thế nè. Dưới nè em. Là cái phần tiếp theo đó. Rồi, cô thấy Hường xong rồi nè. Đăng xong. Rồi, Mỹ cô thấy xong. Chi xong. Bốn bạn. Cái bài tiếp theo đây em, hồi nãy bạn nào hỏi là tìm ra chưa? Tức là bài tiếp theo từ câu 1 nè em. Cái câu từ câu 1 đến Lam đơn. Đến câu 10, 10 câu trong cái giáo trình của mình á. Rồi. Cô thấy đa số xong rồi ha. Rồi, Mỹ xong nè, Hà cũng xong rồi, Ngọc xong rồi. Rồi, sửa nha em. Trong quá trình học, chỗ nào thắc mắc cứ hỏi nha. Đó là câu cô hãy đi nhắc lại. Câu 1 bây giờ cô giao nè, 10 người đúng không? 10 câu đúng không? 1 Mỹ, 2 Lam, 3 Hà, 4 Duy, 5 Hường, 6 Đăng, 7 Chi, 8. Cô sót ai nhỉ? 8 Ngọc, 9 Thanh, 10 Hường. Rồi giải đáp các em. Nêu lý do tại sao cho cô và dịch nghĩa cho cô đó nha. Chọn đáp án, nêu lý do, dịch nghĩa. Em chọn câu A là ở phía sau là danh từ nên là em chọn tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Vậy positive của em chính là tính từ hả? Dạ vâng. Rồi, phía sau của em là encouragement là danh từ. Các em nhớ nói rõ ràng nhớ em chứ nói phía sau không lỡ bạn không nắm. Phía sau có từ encouragement là danh từ. Vì thế em cần tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Đó chính là tính từ positive. B là loại từ gì em? Dạ cô. Câu B là loại từ gì? À, dạ là chẳng từ. C đi. Câu C là danh từ. B.
Cô đi là danh từ luôn. Rồi ok, rồi chị nghĩ cho cô nào. Là loại phí tích cực nên được tặng gì, nên được là Nên được dành cho những cái đơn xin việc từ những cái ứng viên lớn tuổi hơn, được chưa? Vậy trong này em để ý cho cô này, candidates là ứng viên, những cái người mà họ apply công việc với em. Applications tức là cái đơn xin việc, bạn nào không biết nghĩa ghi vào ha. Encouragement tức là sự khuyến khích, động từ là encourage, khuyến khích. Positive chính là tích cực, được chưa? Trong này là nguyên cái chỗ này của em sẽ là chủ ngữ nè, rồi should be given nó sẽ là động từ chia thì đó, sau chủ ngữ là động từ chia thì. Rồi next câu 2 nào, bạn nào không kịp thì nhớ nói lại cho cô nha, nhớ nhớ kêu lại câu 2 đi em. Bạn nào Câu hai đó là C ạ. câu gì Bởi em vì là C si hả? ạ. Tại sao? Vị trí cần điền là danh từ và nó sau the. Đúng rồi. Dịch nghĩa cho cô nào em? Bạn đâu rồi? Dịch nghĩa cho cô nào? Reduction là sự giảm. Sự giảm. Ủa bạn nào đâu? Bạn nào làm câu 2? Ai làm câu 2 vậy các em? Rồi vậy cô dịch nha. Hình như bạn bị rớt mạng hay sao, cô thấy hình như ao rồi phải. Sự giảm trong cái ngân sách nghiên cứu thì gây ra một cái sự trì hoãn cho cái quá trình thiết kế. Vậy trong này em để ý cô, reduction là sự giảm nè, budget là ngân sách, research chính là nghiên cứu, delay là em biết rồi, hay đi máy bay mà người ta nói delay á, hoãn á. Cause lúc này nó sẽ là động từ nha, gây ra. Design process em biết rồi, process là quy trình hoặc là quá trình ha. Câu A đưa ý của em sẽ là tính từ nè. Câu B với lại câu D sẽ là động từ ha. Nhớ là từ nào không biết nghĩa thì các em nốt vào nha. Câu 3. Cô ba em chọn đáp án D ạ. Tại sao em? Tại vì vị trí cần điền là một danh từ, đằng trước là tính từ phổ nghĩa cho danh từ, Tính từ nào em? tính từ Greek. Đúng rồi. Dịch cho cô nào. Bởi vì trước là tính từ nên là em phải cần một danh từ. Và để ý có chữ ờ nha em. Có ờ chắc chắn có danh từ á, mà mới có tính từ thôi, không thấy danh từ hơn đâu, chứng tỏ thiếu một danh từ. Dịch cho cô nào. Nó là một sự thất vọng lớn khi mà bạn đã không thuê được vị trí này, Không được không thuê không được thuê. vào vị trí này. Hire là thuê nhé em, lúc này bị động mà được thuê á. Câu A là gì em? Câu A là động từ, Rồi, B. B là trạng từ, C. C là động. Đúng rồi, câu C là động từ thêm S thôi nè. Câu A động từ bất thông thì câu C là động từ thêm S. Câu 4. Thanh ơi em câu 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 9 nha Thanh. Câu 4 tiếp tục nào. Cô em chọn ra bản đề. Đi em. À, tại vì có employee là nhân viên nên cái trước đây cần được chữa thêm một cái tính từ Employee là nhân viên loại từ, là và danh từ đúng rồi, vì thế em cần một. cũng như tính từ. Đúng rồi, dịch cho cô nào, bổ nghĩa cho danh từ. Cái cô Bell này là một nhân viên có giá trị tại cái event này. Rồi đúng rồi. AB là loại từ gì em? A là động từ Nó vừa là động vừa là danh luôn đấy, hai cái luôn. động và là danh. Rồi C. C là trạng từ và D là tính Rồi từ.
Very good. Câu 5. Ừ, câu 5 em chọn là B ạ. Tại sao em? Nó là loại từ gì? Trạng từ ạ, trạng từ Đúng rồi. Sao em bổ chọn nghĩa trạng từ cái này? cho tính từ large ở phía sau ạ. Đúng rồi. Large. Nó là tính từ này em. Number nó là gì em? Danh từ. Đúng rồi. Vậy em nhìn thấy cấu trúc của em chưa? Là mình có in nè, trạng từ, tính Chạm từ, danh từ. danh từ. Dịch cho cô đi em. Đúng rồi đó. Câu này là một lượng gia tăng, à một số lượng lớn, cái việc Ngày là gia tăng càng khách lớn, hàng của chúng ta. ngày càng lớn, lúc này sẽ chỉ là ngày càng. Gia tăng ngày càng lớn ạ. Cái Một lượng khách hàng ngày lượng càng lớn. lớn của chúng ta thích, của chúng ta thích cái việc thanh toán thuận tiện của thẻ ghi nợ của Đúng những cái. rồi. Đáp án của mình là câu B ha. Đây là câu dễ. Vậy ACD là loại từ gì em? A là động từ ạ. ACD là động từ hết. Đúng rồi. Riêng cái từ increasing này nó vẫn có thể là tính từ. Như em giả sử em bỏ ly đi nè, thì nó vẫn có thể là tính từ tương ứng. Ví dụ là tính từ tương ứng vừa là động từ tương ứng ha. Rồi next, bạn nào không kịp tư vấn thì nói cô nha. Câu 6. Câu 6 em chọn là C. Tại sao em? Trước đấy có tính từ sở hữu Là là tính từ sở bắt buộc phía sau nó phải là, là phải là danh từ đúng rồi, vậy tại sao em chọn câu C? đã. Vậy tại sao chọn C? Em biết từ này rồi hay là em giữ dấu hiệu? Em phải nhìn thật hiệu Dấu rồi. hiệu nào? Đúng rồi, doing Dạ. next. Doing next Vâng. cho em biết nó là danh từ, được chưa? Tại câu A là loại từ gì? A là tính. Đúng Tính rồi. từ. B. In. F F in. In. Do in. phần. Do in là verb. Hồi nãy mình học ở trên các bạn giới thiệu Động từ ấy. Rồi. Vậy câu D nó sẽ là tính từ danh từ chứ. Tôi nhầm, động từ chứ. Definition, động từ thêm ed là verb ed thôi, em thấy không? Câu B definition là verb thì suy ra câu D là verb ed thôi, thì nó cũng là verb à. Dịch cho cô nào. ấy không vui bởi vì bởi vì điếc. Đúng rồi, bởi vì cái bệnh về thính giác của anh ấy rất là điếc đó ha. Câu 7. Câu 7, với từ in, sau từ in là một danh từ, em chọn ý D. Đúng rồi. Sau giới từ là một danh từ thôi, đặc biệt kẹp giữa hơi giới từ chỉ có danh từ mà thôi. Dịch nghĩa cho cô đi em. Chúng tôi yêu cầu bạn không được phép chơi nhạc lớn sau 10 giờ. Xem xét tới cái Khách những cái với vị những khách khách ở ở cái phòng kế bên. những cái phòng kế bên, cái phòng nối nhau đây, adjoining, tức là phòng mà nó dính nhau, nó nối nhau đó. Tức là để xem xét cái việc mà ảnh hưởng tới những cái vị khách đó, trong khách sạn mà những cái phòng gần đó, cái phòng mà nối nhau đó, thì bạn nên hạn chế ngừng chơi nhạc lớn vào sau 10 giờ đêm ha. Câu A là loại từ gì em? Câu A là thank you. À không, câu Ai A là là động từ. đúng rồi, câu B, Câu B là tính từ rồi và C, đi vào trạng từ. rồi câu 8. À, câu 8 ở chỗ trống là đang thiếu một danh từ ạ. Nên là em phải đúng C ạ. Rồi sao nữa em? Dịch nghĩa nào? Cái trang web giải thích các loại hạn chế, trang web Về giải những thích cái các loại hàng hạn hóa. chế về về các à, về hàng hóa vận chuyển trong nước. Đúng rồi. Vậy em giải thích kỹ hơn là bởi vì sau giới từ, tức là giữa hai giới từ đây cho dễ nhớ.
giữa hai giới từ thì là danh từ, được chưa? Em thấy không, đây cũng giữa hai giới từ of on nè, đây cũng giữa hai giới từ là in of nè, thấy không? Thì mình sẽ dùng danh từ ha. Câu A Một B câu là tương gì ý em? đây. À, câu B nó là à, B tính từ. Câu B là tính từ, câu D cũng là tính từ ạ. câu D là tính từ nè, nhưng câu A với lại câu B nó là động từ em ơi. Động Động từ từ, thêm S với động 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 từ từ. thêm ED nè, đúng không? Đúng. Chỉ có động từ Vâng. mới thêm S, động từ mới thêm in, động từ mới thêm ED được. Rồi next, để ý cô chữ goods này tức là hàng hóa nha em, chứ không phải là tốt đâu nha. Câu 9 Thanh nào. Do cô là cái cuốn sách hướng dẫn mô tả Red Hill là cái cộng đồng thịnh vượng với cái sự thu hút đối với khách du lịch cũng và người dân bản địa. Rồi, em chọn cái Do cô em chọn câu D. tại sao? Do cô để em thấy chỗ đó nó còn động từ. Ý lộn, em, danh từ. Rồi, sao em biết chỗ này còn danh từ? Do cô là tại giờ ở ngoài sao nó có em nghĩ là cái tourist còn ở ngoài trước nó cần một cái Sao mà tích ở đâu như vậy? Đây, giữa hai giới từ là danh từ. Giống cái câu trên của em không? Đây, giữa hai giới từ là danh từ. In, à dạ. on, thấy không? Đúng. Cô thì giữa hai giới từ là danh từ cho lẹ ha. Câu A loại dùng Dạ. Do cô là động từ. gì Dạ đi hả cô? em? B. Bỏ em. Dạ cô là tính từ. Rồi, Câu cái gì? C là trạng từ. Rồi, ok, câu 10. Online cũng như nhớ em, online là cũng như câu 10. Câu 10. Câu 10 em chọn là A. Tại sao em? Vâng. Ừ, phía sau là danh từ. Ừ, sẽ cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Đúng rồi, rất là đầy đủ luôn. Chơi cô nào? Này sẽ là để làm mới cái giấy phép của bạn thì vui lòng xuất trình hai hai dạng các giấy tờ có hiệu lực Đúng rồi, giấy tờ hợp nhận dạng có hiệu lực ha. lệ, nhận dạng hợp Vậy lệ. câu A là em là tính từ, vậy câu B là gì em? B là động từ, Đúng rồi, nó có đuôi A, thấy không? C là danh từ, Ừ. D là trạng từ. Đúng rồi. Là trạng từ ha. Hoặc đôi khi em có thể dùng loại trừ cũng được nữa em. Chỗ này em sẽ tự dùng tính từ đúng không? Nhưng đuôi A nó là động từ, loại. Đuôi T nó là danh từ, loại. Câu D, đuôi ly là trạng từ, vậy bỏ ly thì trở thành tính từ. Cứ tính từ thêm ly là trạng từ, vậy trạng từ bỏ ly ra tính từ. Vậy mình chọn đáp án là câu A, được chưa? Trong này từ nào không có nghĩa, từ nào cô cũng dịch nghĩa hết rồi ha. Cô và các bạn dịch nghĩa hết rồi, nên bạn nào không thấy, thấy là không biết từ nào thì nốt vào ha, không kịp thì hỏi lại. Qua nha. Giờ tới phần động từ này em, hồi nãy là danh từ, giờ động từ, đọc giúp cô nào Thanh. Do cô, động từ có thể chia hàm hai loại chính. Động từ thường là những động từ chỉ hành động của chủ ngữ, động từ to be hoặc là linking verb là những động từ chính, động từ chỉ tính chất, trạng thái của chủ ngữ. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái đầu tiên là động từ thường nhé em. Cứ động từ thường là động từ chỉ hành động giống như bình thường, nó đi, đứng, chạy, nhảy gì đó. Phải là động từ thường. Là những hành động chỉ hành, là những động từ chỉ hành động của chủ ngữ nè em. Đi, đứng, chạy, nhảy á. Đọc giúp cô cái bảng này nào chi? Ngoài động từ trước đi em. Phân loại động từ gồm hai loại, một là ngoại động từ. Ngoại động từ thì diễn tả hành động tác động trực tiếp lên người hoặc vật nào đó và luôn được theo sau bởi một tân ngữ. Ví dụ, I eat a cake. Thì trong câu trên, eat là ngoại động từ vì sau nó có a cake là tân ngữ. A cake Rồi. chính là tân ngữ trực tiếp của eat. Đúng rồi. Đọc luôn cho cô nội động từ đi em. Nội động từ thì diễn tả hành động không tác động trực tiếp lên đối tượng nào cả và sẽ không có tân ngữ trực tiếp ngay sau. Ví dụ, she works. Thì trong câu trên, work là nội động từ vì sao nó không có tân ngữ nhưng mà câu vẫn đủ nghĩa. Đúng rồi. Vậy em phân biệt cho cô nội động từ với ngoại động từ bằng cách
Một là em dịch nghĩa ra, à phía sau nó có tác động gì không. Ví dụ như tôi ăn cái bánh, chứ không thể nào tôi ăn không được. Tôi ăn không biết ăn cái gì hết, thành ra tôi ăn cái bánh, tôi ăn con cá hay gì đó. Thì phía sau ăn cái gì đó hay là làm cái gì đó thì nó sẽ là ngoại động từ, buộc phải có con ngữ. Còn thứ hai, em đi bộ, em chạy, vân vân, đang nó có hoạt động của em á, nhưng mà đằng sau em không có tác động đâu. Vậy ví giả sử em chạy trên con đường đi, là em chạy trên con đường mất tiêu rồi. Bao giờ em chạy con đường kìa, của ví dụ em chạy con đường thì nó là ngoại động từ. Còn em chạy trên con đường thì cái chữ trên nó chen vào á, nó là giới từ rồi, trên là giới từ rồi, thì thành ra nó chính là nội động từ, được chưa? Vậy em cứ nhớ cho cô này, ngoại động từ có tân ngữ, nội động từ không có tân ngữ, được chưa? Chỗ này ổn không? Nhưng mà thường em sẽ gặp ngoại động từ nhiều hơn nha, thường em gặp ngoại động từ nhiều hơn nội động từ á. Nhớ nha, ngoại thì có tân ngữ, ngoại thì có, nội thì không, vậy đi, được chưa? Ổn chỗ này không các em? Ổn không? Ngọc ổn không em? Ổn chỗ này không? Ngọc. Có ạ, có. Ok, lâu lâu cô check, cô check kịp kiểm tra cho chắc. Rồi, bây giờ chú ý cho cô cái này, đọc giúp cô nào Mỹ. Dạ, chú ý có những động từ lúc vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ cần căn cứ vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ see running, run trong câu là một nội động từ vì nó mang nghĩa cô ấy đang chạy bộ và không có danh từ làm tân ngữ ở phía sau. She's running a machine. Run trong đây là một ngoại động từ vì nó mang nghĩa vận hành chạy máy móc và nó có tân ngữ ở phía sau. Đó, em thấy không? Có những từ nó vừa là nội động từ vừa ngoại động từ. Của giả sử cũng là từ running, em thấy không? Cũng là từ running, nhưng nếu phía sau nó là dấu chấm, nó không có gì hết. Tức là nó không có danh từ, nó không có tân ngữ. Dĩ nhiên là ví dụ như running fast, chạy nhanh đây, nhanh là trạm từ thôi, chứ không phải là tân ngữ. Vậy nếu như mà sau cái động từ đó không có tân ngữ thì nó là nội động từ. Sau cái danh từ đó mà nó có tân ngữ này, machine là danh từ này, danh từ chính là tân ngữ, thì nó là ngoại động từ. Thì hai nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau á. Nghĩa là chạy bộ á thì nó sẽ là nội thôi, nhưng mà nếu nghĩa là vận hành một cái gì đó thì nó sẽ là ngoại động từ á. Nên em phải căn cứ vào ngữ cảnh cụ thể nha, để em biết là nó là nội hay là ngoại. Nếu mà tác động trực tiếp lên cái vật nào đó thì nó sẽ là ngoại, mà nếu nó không tác động trực tiếp lên thì nó là nội. Ngoại có tân ngữ, nội không có tân ngữ. Nhớ nha. Về nhà nhớ review lại bài, chứ không học qua một lần mà không review là không nhớ. Bây giờ công thức em hồi nãy là mình nói về định nghĩa đúng không? Bây giờ công thức đọc giúp cô nào. Đăng. Các công thức với động từ thường. Để bổ sung nghĩa cho động từ chỉ hành động, ta dùng trạng từ. Trạng từ có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ. Công thức là verb plus object plus adverbs, hoặc là adverb cộng verb cộng object. Trạng từ có thể bổ sung cho chính nó, nên khi câu đã có sẵn một trạng từ bổ sung nghĩa cho động từ, thí sinh vẫn có thể điền thêm một adverb. Rồi, em để cho cô nè cái phần ở trên này á. Phần ở trên này là các em học ở hồi nãy cái bảng rồi, tức là cái bảng trạng từ hồi nãy em nhớ không? Trạng từ có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ thường á, thì cái đó học rồi ha. Nè, đây công thức nè, cái bảng hồi nãy đầu tiên á, để cô kéo lại cho những bạn nào không nhớ thì check đây. Nè, trạng từ này có thể đứng trước hoặc đứng sau động từ nè, được chưa? Thì bây giờ em chỉ lặp lại mà thôi ha. Và một cái nữa, nó còn bổ nghĩa cho chính nó nữa. Ví dụ she is running fast. Trong này xác định cho cô trạng từ là từ nào đi. Đăng. Trạng từ trong câu này là câu là gì Đăng? Cô cho ví dụ để các em hình dung ra, chứ không đơn giản là chỉ nói trong sách không, mà cô cho ví dụ mỗi chỗ cần giải thích, cô cho ví dụ để các em hiểu rõ hơn đó. Đăng đâu rồi?
Ủa, đang còn đó không em? Tắt hai mất tiêu rồi. Duy, tạm từ trong này là gì Duy? Từ nào? Cô là từ phải. Đúng rồi, từ fast. Cô ấy chạy nhanh. Bây giờ cô vẫn có thể thêm một cái nữa. Cô ấy chạy rất nhanh. Thì lúc này chữ very này nó bổ nghĩa từ nào vậy em? Cho từ nào? Từ chạy à, từ nhanh Cho từ nhanh chứ đúng không? Chạy rất nhanh chứ. nhanh Bởi vì very là rất thì rất nhanh chứ không thể nào rất chạy được. Nếu mà em bổ nghĩa từ chạy là rất chạy mất á. Cô ấy chạy rất nhanh. Thì lúc này là em nhìn cho cô thấy là có hai cái tạm từ, thấy không? Hai cái tạm từ này. Very cũng tạm từ mà fast cũng là tạm từ. Thì nó bổ nghĩa thì cái very này nó bổ nghĩa từ nhanh. Và em để ý cô những cái tạm từ bổ nghĩa từ khác là nên có very là một nè. Extreme, Molly là hai nè. Đây là những cái tạm từ hay bổ nghĩa tạm từ khác. Extremely fast, rất nhanh. Nhớ nha, very với lại extremely là những cái tạm từ chuyên gia bổ nghĩa cho những tính từ và tạm từ khác. Bởi vì cái tạm từ extremely với lại từ very nó chỉ là mức độ thôi. Nó chỉ có mức độ như ở đó chứ nó không phải là cái, nó không phải là loại tạm từ mô tả đặc tính không. Nên thành ra nó thường hay bổ nghĩa cho cái tạm từ khác. Câu để cô xem. Có 8 câu, cô cho lớp mình 2 phút. 8 câu nhanh đi cô nào. Bạn nào xong ghi đơn hoặc là raise your hand cho cô nha. Đơn hoặc raise your hand. Rồi, đang very good, rất là nhanh ha. Thường nữa. Mỹ, ok. Very easy, right? Duy. Rồi, chi finish. Hà. Nhớ là từ ngày mai là mình có bài kiểm tra năm đầu giờ nhớ em, nên nhớ nên lớp mình nhớ là học từ vựng để kiểm tra cho cô. Ngày mai đầu giờ cô sẽ gửi file cho lớp mình, nhớ đi vào đúng giờ hoặc sớm hơn nha, chứ không vào trễ là không kiểm tra 5 phút đầu giờ tương đương tương ứng với việc mình mất đi cái bài kiểm tra. Rồi Ngọc Lam, Cô ơi, ngày ngày mai ạ hay là buổi sau ạ? buổi thứ hai, buổi học thứ hai, cô nhầm, buổi học thứ hai là buổi thứ sáu á. Rồi à ok Lam, giờ cô có nhìn thấy tin nhắn của em hồi nãy, hàng chiều nãy cô kêu hoài. Rồi cô thấy lớp mình gần như là xong rồi ha. Vậy câu 1 cô sẽ giao. Một Đăng, hai Lam, ba Thanh, bốn Hà, năm Duy, sáu Ngọc, bảy Mỹ, tám Chi. Vậy là một bạn chưa 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 ấy đúng không? Bạn nào nhỉ? Lam đúng không? Còn Lam nữa đúng không em? Em là cô ai? Rồi vậy còn một bạn chưa nói thì lát nữa cô chưa trả lời thì lát cô sẽ gặp ở câu đó cô sẽ mời trả lời sau nha. Bắt đầu đứng em, câu 1. Câu một em chọn B. Rồi giải thích cho cô nào. Đứng trước nó là động từ Ừ. rise. Nên đằng sau em sẽ dùng Dùng trạng từ để. để bổ nghĩa động từ. Đúng rồi, được chưa? Giải thích đầy đủ cho cô như vậy á. Em bổ nghĩa cho Vâng. động từ. Rồi, những cái loại còn lại là loại từ gì em? Dạ. Với câu A thì là tính từ, Ừ. câu C là động từ, Ừ. câu D là danh từ. Rồi, ok, câu 2. Bạn giải thích nhớ nốt nhanh vào nếu mà mình không 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 biết nhớ em. Câu 2. Ừ.
Tại sao em? Dịch là đọc chỉ dẫn cách và thầm. Sao em? Cô nghe không rõ lắm. Đang dịch nghĩa ấy à? Em dịch nghĩa. Vậy em dịch đi. Đang dịch nghĩa là tôi sẽ đọc, Tôi sẽ đọc hướng dẫn. tôi sẽ đọc chỉ dẫn cách và thầm. Đúng rồi, được chưa? Vậy theo em cái từ cẩn thận này nó bổ nghĩa từ nào? Nghĩa cho từ viết ạ. Đúng rồi, nhớ nha. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ hoặc là cho động từ nha. Nên sẽ bổ nghĩa từ đọc. Đọc như nào? Đọc cẩn thận. Được chưa? Câu 3. Do cô em chọn câu A Tại sao em? là do cô là sao sao động từ là trạng từ là bạn nên gửi cái đánh giá của bạn trực tiếp cho đến cái người quản lý. Vậy trạng từ trực tiếp này bổ nghĩa cho từ. Dạ, cái từ đánh giá evaluations. Evaluation là loại từ gì em? Dạ, động từ. Đuôi Đánh mà từ. cho động Danh từ cô ơi. từ. Vậy làm sao trạng từ lại bổ nghĩa cho danh từ chỗ này được em? Bạn nên gửi hoặc là nộp cái đánh giá của bạn trực tiếp cho manager. Mà sao em chọn là trực tiếp, là không là đánh giá trực tiếp hả? Đúng không? Bác sẽ bổ nghĩa cho submit. Đúng rồi, bổ nghĩa từ submit chứ nộp trực tiếp. Bổ nghĩa cho động từ chứ chứ than. Cái này có gì Dạ. này? Đọc hướng dẫn cẩn thận, vậy hướng dẫn À, trực tiếp nào? cái gửi không? Dạ. Đúng rồi, phải gửi từ submit nha. Khoan, em hiểu không? Ổn không? Dạ hiểu, em bị nhầm cái. Rồi, rồi ok. Những từ loại còn lại các em tự nghiên cứu nha. Quá dễ dàng rồi ha. Nên cô là không có nhắc nữa. Câu 4. Câu 4 em chọn đáp án D ạ. Tại sao em? Bởi vì chỗ trống cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ là sao? Sao em biết là còn một động trạng từ bổ nghĩa cho động từ? Động từ đâu? Cái từ đằng sau đấy ạ. Em không biết là từ À, đấy. động từ predicted. Vì thế trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho động từ. Dịch cho cô nào. Nhà phân tích chứng khoán. Nhà phân tích chứng Dự khoán đoán. Dự đoán. dự đoán đúng giá cổ phiếu tăng. Đúng rồi, dự đoán chính xác, correctly. Dự đoán một cách chính xác về cái sự tăng của giá cổ phiếu ha. Đáp án của mình sẽ là câu A. Câu C, câu B chứ quên, cô nhầm câu B. Đây là giá chứng khoán, là giá cổ phiếu ha. Câu 5. Câu 5 nãy cô giao bằng nào? Phải Ngọc không? Không phải hả? Câu 5 cô giao ai? Quên nữa em. Mỹ câu mấy em? Dạ em câu 7. Câu 7. Câu 6 của ai? Sao của em? Câu 8 của ai? Câu 8 của em. Vậy câu 5 của ai? Vậy ai chưa trả lời đâu? Ai chưa có câu trong này? Có em chưa thấy cô ra câu nào thì chắc là bị miss. Rồi, vậy cô 5 thường cho cô nào? Năm em chọn là C ạ. Tại sao em? Chỗ này là động từ là inspect Ừ. thì một trạng từ của nghĩa cho động từ Đúng rồi, được chưa? Dịch cho cô nào? Trạng từ sẽ bổ nghĩa này cho chính từ này. là cái đội sản phẩm của chúng mình nhé. Team sản xuất của chúng tôi Tin à, tin xác định cái điều tra. Inspect điều tra một điều cách tra. cẩn thế thì một cách tỉ mỉ đúng không ạ? Ừ. Vì lượng Chất lượng của. chất lượng của sản phẩm. Đúng rồi, quality là chất lượng. Thoroughly tức là
tỉ tùy mỉ sự, cẩn thận, tỉ mỉ, cẩn thận, inspect, động từ, kiểm tra. ra, kiểm tra, được chưa? Rồi câu 6. Câu sáu, Câu 6 này cẩn thận xíu nha. Nó hơi khó một xíu á. câu cháu em chọn về. B em chọn tính từ, tại sao em chọn tính từ? Vì Nó bữa Mỹ cho thế nào? nghĩa từ well ạ. Well là loại từ gì em? Well nó là tính từ. Well là trạng từ. Trong này động từ của em đâu? Từ của em. Từ quốc. Đúng rồi, work là động từ. Vậy từ well bổ nghĩa từ nào? Cái này thì làm việc tốt, hoạt động Nó tốt. bổ nghĩa cho động, nó bổ nghĩa cho động từ à, cho quốc, từ quốc. Từ well bổ nghĩa từ work. Vậy tính từ sao bổ nghĩa trạng từ được em? Mà tính từ cũng không bổ nghĩa cho động từ luôn. Nên đáp án của em không thể nào là tính từ được, mà là câu A. Vậy câu A bổ nghĩa cho cái nào? Trạng từ này bổ nghĩa từ nào? Special is special là đặc biệt. Em thử dịch cho cô và em xem cho cô là nó bổ nghĩa thế nào. Muốn cho trả tiền Dịch cho cô nào. là cái điều này làm đặc biệt trở nên tốt ạ. Rồi, cái này hoạt động đặc biệt tốt. Vậy cái trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho từ well ha. Đặc biệt tốt, cực kỳ tốt, rất tốt. Vậy em để ý cho cô hồi nãy là cô nói từ extremely là một đúng không? Very là hai và từ especially là ba. Đây là ba cái trạng từ chuyên gia bổ nghĩa cho những trạng từ tính từ khác. Nhớ lớp mình nhớ nốt vào nha. Especially này. Especially nè. Extremely nè, nhớ nốt vào nha. Hoặc là very nè. Chuyên gia bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ khác nha, nhớ nốt vào. Cái này trong sách không có. Câu 7. Tương tự luôn nè em. 7 bạn nào. Dạ, em em chọn câu B Tại sao em? nè. Bốn cái giáo Có án. extremely, dạ có extremely nên là em chọn bổ, à đúng, nó bổ nghĩa cho động từ phía trước. Đúng rồi, quickly nó sẽ bổ nghĩa từ this. Còn từ extremely sẽ bổ nghĩa cho từ. Quickly Đúng rồi, dịch cho cô nào em. là anh ấy làm bài tập thôi rất nhanh. Đúng rồi, anh ấy làm bài tập về nhà cực kỳ nhanh. Vậy làm như thế nào? Làm nhanh, tức là làm bài tập nhanh. Làm nhanh nè em, thì làm bổ nghĩa cho từ nhanh, bổ nghĩa cho làm như thế nào? Làm nhanh, cực kỳ thì phải là cực kỳ nhanh chứ không thể nào cực kỳ làm được, nên thành ra là cực kỳ nhanh nó sẽ bổ nghĩa cho, thì cái kiểu cực kỳ đó nó sẽ bổ nghĩa cho quickly. Em hình dung ra không? Được chưa? Câu 8. Thắc mắc hỏi lại nha. Câu 8 tương tự câu 7 thì em cũng chọn A. Rồi, vậy theo em ý A bổ nghĩa thế nào? Diligently, diligently bổ nghĩa cho. Diligently bổ nghĩa trong Đúng work. rồi. Rồi, extremely. Extremely thì bổ nghĩa cho diligently. Đúng rồi, được chưa? Các em để ý cái cuốn này nha. Anh ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ. Làm như nào? Làm chăm chỉ. Vậy chăm chỉ bổ nghĩa cho làm. Cực kỳ như nào? Cực kỳ chăm chỉ. Vậy cực kỳ bổ nghĩa cho chăm chỉ. Được chưa? Deletion là tính từ nè. Ổn không? Đang ok không? Rồi, next nè. Phần cuối cùng trong bài hôm nay, tức là to be với linking verb. Hồi nãy là mình học động từ thừa đúng không? Có hai loại động từ, là động từ thừa với là động từ to be linking verb. Động từ thừa là nãy giờ là mình có trạng từ bổ nghĩa cho động từ thừa. Bây giờ mình qua to be với linking verb. Thì to be với linking verb, đọc giúp cô cái này nào Thanh. Do cô, khái niệm là những động từ chỉ tính chất trạng thái của chủ ngữ để bổ sung nghĩa cho động từ to be hoặc là linking verb. Ta dùng adverb, ấy gì, tính từ.
Ừ, Trong đó is, am, are, were, been, be, linking verb, become, look, feel, seem, remain, so. rồi sao để cho cô khi em thấy những từ cô highlight này thì em đọc tính từ ha, tức là có tính từ trước rồi tính sau nha, bắt buộc phải có tính từ rồi đó. Giả sử phía sau em có tính từ rồi thì trước tính từ là trạng từ, nhưng mà em nhìn thấy cái này mà đằng sau thiếu tính từ thì bắt buộc phải là tính từ đó nha. Bao giờ có tính từ rồi mình mới nhìn nhìn trước nhìn sau sau, còn nhìn vô mà không thấy tính từ là phải kiếm tính từ ngay. Vậy cô rút ra một cái này, động từ thường á, verb thường nha, thì sẽ có trạng từ bổ nghĩa, còn to be linking verb các em nhớ viết vào thì đi với lại tính từ đó. Cái cấu trúc này nó đi xuyên suốt với em, kể cả sau này em so sánh là phần so sánh là phần gì thì em cũng theo cái này, nói cái này vào cho cô nha. Động từ thường thì là trạng từ, em nhầm cái chữ J chứ, J nhớ em. Còn to be linking verb thì bữa này nha, to be linking verb đi với tính từ, động từ thường đi với trạng từ. Đây là câu cửa miệng và câu học thuộc lòng luôn á. Vậy em để cho cô linking verb có những từ này ha. Vậy các em về nhà tự học cho cô. Become nghĩa là trở nên, trở thành, thì sau become là handsome tính từ nè, thấy không? Look là nhìn, thì sau look lại là tính từ. Feel cảm thấy, tính từ luôn. Remain, remain em dịch cho cô là vẫn nha, em dịch chữ vẫn cho lẹ, vẫn. Cô ấy vẫn trẻ, anh ấy vẫn trẻ, vẫn đó em, vẫn. Thì sau remain vẫn là tính từ, anh ấy vẫn im lặng. Sound nghe có vẻ, sound good tính từ luôn. Seem là tired, nhớ khi em thấy những cái từ này thì đằng sau là tính từ, được chưa? Rồi trong trường hợp em nhìn cho cô công thức này, chú ý chỗ này cho cô nha. Em thấy to be linking verb thì bắt buộc em phải có tính từ, được chưa? Nếu giả sử em đã có tính từ rồi thì chỗ này em điền trạng từ, nhớ nha. Đây trạng từ của bỏ vô mục đâu nhớ em, tức là sau to be em đã có tính từ nè, thì lúc đó trước tính từ em mới dùng trạng từ nha. Chứ sau sau cái này mà em mới có trạng từ mà nó chưa có tính từ là em phải điền tính từ vô á, cực kỳ quan trọng nhớ em. Sau to be linking verb là tính từ trước rồi đó, bao giờ có tính từ rồi thì mình mới nhìn phía trước, à đã đủ rồi giờ điền trạng từ vô. Làm câu bộ cho cô nào. Câu 1. Hồi nãy bạn nào chưa trả lời đâu? Chưa trả lời trong cái bài tập phía trên đó các em. Ngọc đúng không? Hay là ai? Ngọc hả? Phải Ngọc không? Vâng ạ. Rồi, Ngọc câu 1, câu 2 Hà, câu 3 Duy, câu 4 Thanh, câu 5 Lam. Câu 1 điền gì và tại sao em? Dạ câu một ý B ạ. Tại sao điền bi? À, trước là một động từ to be ạ. Ừ. Nó Thì phía sau là sẽ là một chặng đường ạ. to be là đi tính từ chứ em. Thấy chưa? Chính từ ạ. Đúng rồi, câu bi là em, câu này em phải chọn câu A trước. Trừ khi là họ cho em là ví dụ như O đúng không? Xong họ Vâng. cho chấm chấm, rồi họ cho cho em là spatially, là tức là em đã có to be, có tính từ rồi, cái chỗ dấu ba chấm của em nè mới dùng trạng từ. Nhưng bây giờ trong cái câu này của em chưa hề có tính từ, buộc em phải chọn câu A. Lớp mình hiểu cái này không các em? Nếu họ cho em tính từ rồi thì em mới điền trạng từ, ừ, trước tính từ. Còn họ chưa cho em tính từ mà thì sau to be em phải cần có tính từ cái đã. Câu 2. Câu 2 em chọn C. Tại sao em? Tại vì có to be nên là mình chọn tính từ. Có to be, chọn tính từ. Vậy sao chọn oxy? Oxy là tính từ xuất sắc nhất mà. Ai làm được câu 2? Đi. Đúng rồi, phải chọn B. Tại sao em? Tại sao? Sao to be cùng. Sau to be thì làm sao chúng em chọn trạng từ được, nhưng đáp án lại là trạng từ. Em biết tại sao không?
Lớp ngoài biết luôn hả? Tiếng Không. Việt xa trong rộng rồi. Bởi vì different của em là tính từ rồi. Different là tính từ đúng không? Vậy sau to be em có tính từ nè. Đúng chưa? Vậy sau to be có tính từ rồi, bây giờ em điền trạng từ thì nó sẽ tạo thành công thức này. Thấy không? Em nhìn câu 1 với câu 2 nó khác nhau nha. Câu 1 cũng là to be em thấy không? Cũng là to be luôn nè. Nhưng câu 1 nó không hề cho em tính từ ở trên cái đề bài. Buộc em phải điền tính từ. Em điền tính từ vô đây. Câu 2 cũng là to be luôn, nhưng họ đã cho em tính từ rồi, vì thế chỗ này em điền trạng từ. Em thấy hai cái sửa này khác nhau chưa? Ổn không Đăng? Ổn không? Rồi, chị vẫn có em, nếu mà không hiểu hỏi lại nha, quan trọng lắm á. Hai đúng không hả? Duy. Hiểu rồi ạ. Duy. Vâng. Rồi, vậy nhớ nha, câu 1 với câu 2 đang khác nhau á. Một cái là chưa cho sẵn tính từ nè, buộc phải điền tính từ. Nhưng cái này cho tính từ rồi thì em điền trạng từ. Câu 3. Câu 3 em chọn C. Tại sao em? Tại vì có linking verb nên cộng với chính từ. Đúng rồi, có fuse. Đó chính là linking verb nên em cộng tính từ. Được chưa? Bởi vì cái câu này đâu có tính từ đâu. Tới about mất tiêu. About là giới từ mà. Chứng tỏ thiếu tính từ, điền tính từ vào. Tức là khi em thấy cái linking verb em phải nghĩ ngay cái tính từ trước. Nếu mà tính từ có trong câu thì à em điền tạm từ, nhưng chưa có trong câu đã cho thì em điền tính từ nha. Câu 4. Do con chọn câu B. Do con bởi vì là remain là sao remain là tính từ. Sao Cái kết remain là quả. tính từ? Dạ. Từ từ. Cái kết. Tính từ của em mà sao đuôi et em? Dạ. Em Cái. chọn câu B đúng không? Thăng đúng Dạ. rồi. Câu. Dạ câu B. Em xác định sau remain là em chọn tính từ đã đúng rồi, nhưng em chọn đáp án sai là sao nhỉ? Em chọn câu A. Đúng rồi, phải là câu A chứ. Phải là câu A. Bởi vì do it của em là loại từ gì Thanh? Biết. Em kéo lên em coi lại cái bảng cho cô. Cái bảng mà Dạ. dấu gì nhận biết Dạ, danh đây. từ. Đúng rồi, là Mình danh danh từ. từ. Thanh em xem lại cho cô nha Thanh, nghiêm túc nha. Yeah. Do it nó là danh từ, mà trong khi em đã xác định tới bước này rồi mà em chọn sai là cực kỳ đáng tiếc luôn á. Thà ví dụ như em không biết cô không nói nha, nhưng mà em biết rồi mà em chọn sai là nó rất là tiếc, nhất là đặc biệt là trong thi á. Duy chi danh từ của em thấy này, đuôi ly nè, bỏ ly đi thì nó trở thành tính từ nè, bởi vì tính từ thêm ly là trạng từ mà. Vậy thì trạng từ bỏ ly đi là tính từ thôi, là câu A nha. Yeah. Ổn không? Yeah. Rồi câu 5. Câu 5 hồi nãy có giao bạn nào Năm này A, B, C, D em? B ạ. Tại sao? Tại vì là sau vai là tính từ. Sau cái gì em? Bên Lam thì nó hơi nhỏ hay sao? Bởi Hay là vì sao giờ sau bên cô ta? Sau gì? Ủa các em nghe bạn nói không? Bạn nói sau cái gì? Là không phải bên phía bên cô đúng không? Lam còn đó không em? bạn bị lát rồi. Tôi không giải thích là chuyên gia bị lát vậy? Vậy bạn nào chưa trả lời phần này đâu? Mỹ đúng không Mỹ? Dạ. Ủa hình như Lam vô rồi phải không? Đợi cô xíu. Lam vô rồi phải không em? Rồi vậy Mỹ giải thích cho cô đi Mỹ. Sao chọn cô Bi vậy em? Dạ, ở nè nó có linking verb là sim nên là chọn tính từ. Đúng rồi, bởi vì từ seem nên em chọn tính từ cho cô nha, chứ không phải từ very nha. Very em sẽ chọn tính từ hoặc trạng từ. Nhưng bởi vì từ seem nên em phải chọn tính từ nha.
Rồi các em có thắc mắc gì không? Rồi bởi vì từ xin nhớ em, trước khi kết thúc thì cô sẽ tổng hợp lại bài một xíu này. Trước hết hôm nay các em về nhà học cho cô cái bảng danh từ, tính từ, động từ, trạng từ để em biết là vị trí đứng của nó như thế nào. Được chưa? Để ý mấy cô highlight nè. Để em biết là à tính từ bổ nghĩa là gì và đứng vị trí nào. Danh từ đứng ở vị trí nào, trạng từ đứng ở vị trí nào, bổ nghĩa cho nào ha. Thứ hai, em học thuộc cho cô cái bảng dấu hiệu nha. Bởi vì bảng dấu hiệu này trong trường hợp mà em không hề gặp, em chưa gặp, em có thể dựa vào dấu hiệu để em chọn đáp án của mình. Công thức với danh từ thì thuộc cho cô công thức này ha. Đó, thuộc cho công thức này. Đương nhiên and the em có thể thay bằng những cái từ cô khoanh tròn dưới này ha. Động từ thì em nhớ cô có hai dạng chính, đó là động từ thường và động từ to be, linking verb. Nếu động từ thường á thì em sẽ dùng trạng từ để bổ nghĩa, còn nếu to be linking verb thì em sẽ đi với lại tính từ. Được chưa? Tóm gọn lại là hơn với nhiêu thôi ha. Nhớ cho cô, thuộc cho cô cái linking verb nhé em. Khi em thấy linking verb này thì em phải cần một tính từ. Nếu em nhìn trong câu đã có tính từ rồi thì thôi, không điền tính từ nữa, điền trạng từ. Nhưng nếu trong câu chưa có tính từ, buộc em phải điền tính từ, bởi vì linking verb mà, em phải điền tính từ. Bao giờ mà điền nó cho tính từ rồi á thì lúc đó em mới dùng trạng từ ha. Cô xem 9 giờ 10 đúng không? Vậy cô vẫn muốn giải thêm cái bài tập này đi, cô sẽ giao cho các bạn giải nhanh nè. Câu 1 Mỹ, câu 2 Duy, câu 3 Ngọc, câu 4 Hà, câu 5 Hường, câu 6 Chi, câu 7 Đăng, câu 8 Lam, câu 9 Thanh. Rồi giải cho cô bài này nào. Mỹ đi em. Dạ thôi cô, là câu A em chọn. Ủa câu một em chọn A, Tại sao? là phía trước nó là động từ, phía sau nó là tính từ, nên em chọn A bổ nghĩa cho tính từ. Đúng rồi, động từ gì đây em? Cụ thể nào? Dạ to be. Đúng rồi, sau động từ to be đúng không? Nhưng là em cần một tính từ. Và phía sau em đã có tính từ nè, đang làm cái bài cuối cùng hồi nãy á. Sau were em cần một động từ to be. Nhầm, sau động từ to be were em cần một tính từ. Và em đã có tính từ rồi, vậy trước đó em phải còn trạng từ nha. Thì lúc này đáp án của em sẽ là câu ai bổ nghĩa cho tính từ. Nhớ là nhìn trước nhìn sau nha. Chứ em thấy to be các em chọn tính từ liền là em bị sai á. Em phải nhìn sau xem nó có tính từ chưa. Nhớ, rút kinh nghiệm những lần mình sai nha. Đó lý do cô nói là em phải check những câu sai để em rút kinh nghiệm. Câu 2. Câu hai em chọn A. Tại sao chọn A em? Tại vì tính từ sẽ bổ nghĩa cho động từ. Làm gì có chuyện tính từ bổ nghĩa cho động từ em. Trạng từ bổ nghĩa cho tích cho động từ, chứ sao mà tính từ bổ nghĩa cho động từ được. Chả là em chọn B, em chọn nhầm. Đó, thấy chưa? Chưa nắm được bài rồi, về nhà check lại nha. Có Vâng. thể là hôm nay có buổi đầu tiên thôi nên là các em chưa nắm được hết á. Đó, lý do cô nói các em mới là xem bài trước. Các em xem bài trước thì các em sẽ dễ nắm hơn. Vậy em chọn cái Chuẩn bị. Đúng rồi, được chưa? Trong này cô chỉ cho em một cái cách hay. Khi em thấy be verb ed cộng 3 tức là bị động á, thì em chọn trạng từ cho cô nha. Thấy bị động chọn trạng từ, đó là một cái mẹo rất là hay á. Be verb ed cộng 3 chọn trạng từ. Cụ thể trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho động từ. Nhớ nha, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường. To be thì bổ nghĩa cho, to be thì đi với lại tính từ. Câu 3. Cô ba em chọn A. Tại sao em? Bố nghĩ thế nào? Vâng. À. À, cham. Cham. Thực tế là động từ. À. Không biết. Vậy nó sẽ bổ nghĩa cho cái trận đấu mà vô địch này nè sẽ bắt đầu chính xác vào lúc 9 giờ, vào lúc 8 giờ tối thứ bảy. Bây giờ em nhìn câu A là loại từ gì? Precisely là loại từ gì em? A là
Đây là trạng từ ạ. Thì trạng từ bố nghĩ cái gì? Hồi nãy mình học rồi. Tính từ ạ. Đây, tôi quay lại cái bảng này. Trạng từ. Trạng từ đây. Em sẽ có hai trường hợp, một là bố nghĩa cho động từ, hai Ai bố là nghĩa tính cho từ? tính từ. Cho tính từ. Nhưng mà Thế trong này câu đâu có này cái nào tính từ đâu em, thì nó phải bố nghĩa cho bố trạng nghĩa từ. cho động từ. Đúng không? Thấy dễ không? Quan trọng là các em học thuộc là các em sẽ làm được. Em nhìn vô trạng từ đúng không? Và em nhìn là cái bảng này trạng từ chỉ bố nghĩa cho động từ, tức là tính từ thôi. Mà trong này chỉ có động từ, vậy suy ra nó bố nghĩa cho động từ thôi. Đó, bây giờ các em sẽ học thuộc nha. Câu 4. Câu 4 em chọn A. Tại sao em? Tại vì đằng trước là động từ thường thì cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường. Đúng rồi. Một cách nữa là em thấy be này, be verb ed cộng 3 bị động chọn trạng từ. Thì cho nó giống với câu câu 2 của em hồi nãy á. Câu 4, câu 5 chứ quên. Câu 5 là em chọn A. Đúng rồi, bố nghĩ cái nào em? Cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ attend và participate. Đúng rồi, bổ nghĩa cho participate hoặc là attend đều được ha. Nếu như bạn tham gia, để cho cô participate nó giống là từ attend luôn. Nếu bạn tham gia vào cái diễn đàn online hoặc là tham gia vào cái sự kiện đều đặn Một cách đều thì đặn bạn sẽ, thì bạn sẽ biết được nhìn những thành viên khác tốt hơn, nhiều hơn. đúng rồi, nó sẽ bổ nghĩa từ cho động từ nhé em, nhớ bổ nghĩa động từ. Trạng từ bổ nghĩa động từ. Cái bảng này rất là quan trọng nha, nhưng nhớ học cô nói cái nào quan trọng là quan trọng mất. Câu 6. Câu 6 em chọn D, careful Careful, vậy theo em nó là loại từ gì? là tính từ bổ nghĩa Tính cho từ. danh từ Danh planning. từ nào? Danh từ planning. Planning của em chính là động từ. Relocation chính là tân ngữ. Chứ nếu như planning mà là danh từ nữa, relocation nó là danh từ nữa đâu có được đâu. Vậy cô gợi ý nó là động từ rồi. Thì em chọn cái gì? Không thế nào là tính từ em. Dạ vâng, thì em sai ý chọn nha, theo quy Đúng định. rồi, trạng từ bố nghĩa là động từ. Plan đúng là nó có danh từ nữa, nhưng khi nó đã thêm in thì nó sẽ là động từ thêm in em. Bởi vì riêng plan nó đã là động, nó đã là danh từ rồi. Mà em nhìn thế này, the relocation là sự di chuyển, là sự rời đi á, nó là tân ngữ rồi, thì không thể nào hai cái danh từ mà đứng liền với nhau mà không có một cái giới từ hay là một cái gì ngăn cách được. Nên đây là verb này, đây là tân ngữ này, vậy cái này sẽ bổ nghĩa cho động từ. Không, câu 7. Câu 7 tương tự nào em? Câu 7 là để Tại sao em? nó bổ nghĩa cho từ feeling. Đúng rồi, bổ nghĩa từ failing. Failing của em đang là verb nè, verb in nè. Vậy trạng từ đứng Dạ trước vâng. động từ, bổ nghĩa cho động từ. Thấy không? Em chỉ cần dựa vào cái bảng này thôi. Em nhìn trước, nhìn sau xem nó loại từ gì, còn gì bổ nghĩa là xong. Câu 8. Câu 8 bạn nào? Câu 8 là bản dư. C, đúng rồi, tại sao em? Nó bổ nhớ cho đồng từ ạ. Bạn thế nào? Đồng từ nào? Động từ gì? Động từ incorporating chứ. Đây là verb in nè, nó đứng trước verb in để bổ nghĩa cho từ này. Em nhìn thấy không nè, đó verb in đúng không, đây cũng là verb in nè, thấy không? Em thấy câu 6, 7, 8 y chang nhau nè. Verb in đứng trước verb in là trạng từ bổ nghĩa cho verb in đó, em thấy không? 7, 8 y như nhau luôn á. 6, 7, 8. Câu 9. Dạ cô, câu 9B. Tại sao chọn bi em?
Do cô là nó bổ nghĩa cho từ price, nó sẽ hành là giá cả hợp lý. Từ price, từ price là loại từ gì em? Khác Dạ, đúng không? danh từ. Dạ. Danh từ. Dạ. Thanh đang trả lời không em? Dạ phải. Ừ, sai nữa đó. Price là danh từ mà xem chọn tạm từ bố nghĩa cho danh từ. Đây, Ừ, tạm từ tí bố sẽ nghĩa có cho động từ, có tính từ, có tính danh từ tự. mà xem là chọn danh từ. Em bị cái lỗi đó nên em khắc phục cho cô nha, nãy giờ cái lỗi đó hơi nhiều á, bởi vì price em xác định nó là danh từ rồi mà em lại chọn tạm từ, trong khi tạm từ không hề bố nghĩa cho danh từ, đúng không? Mẹ em chọn gì? Dạ câu A. Đúng rồi. Ủa mà khoan, sao chọn cô A? Dạ cô là tại cái đuôi bồ là tính từ. Ừ Ý thì tính đúng từ sao? Tại sao chọn dạ tính tính từ. từ? Dạ tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Đó, sai nữa. Ví dụ Ủa tính từ bổ nghĩa cho danh từ là reasonable price, là tính từ đứng trước danh từ mới nghĩa cho danh từ, còn bây giờ tính từ đứng phía sau mà, rõ chưa? Đây tính từ đúng không, em muốn bổ nghĩa cho danh từ này là nó phải đứng trước danh từ, còn bây giờ đang đứng phía sau làm sao mà nó được có bổ nghĩa được, em thấy học đôi khi nó đứng trước đứng sau thôi nó cũng khác rồi, thấy không? Nhưng mà quan trọng là cái vị trí á. Ai biết được câu này cho cô, ai biết được câu này là giỏi nè, ai biết được đáp án là A, mà em biết tại sao là A không? Ai biết được câu này cho cô? Câu này không có trong bài hôm nay, coi như là một kiến thức mới, nhưng mà đâu đó các em có thể học ở cấp 3 rồi á. Ai biết được câu này là giỏi nè. Cố Em lên. nhớ Ừ. là cái từ chip này cũng là một linh kinh gốc Đúng rồi. Cái câu này bởi vì từ keep nên em chọn tính từ. không Thành ra cô sẽ mở rộng luôn cho em, lẽ ra cái này em sẽ học ở bài 2 á, nhưng cô nói luôn hả? Sẵn nói luôn thì sẵn học luôn nha. Lẽ ra học bài 2 nhưng mà gặp thì nói luôn. Mấy. Rồi. Tân ngữ. Tính từ, thuộc cho cô nha. Cho cô này. Em sẽ học ở bài 2, tuy nhiên gặp cô nói luôn. Thì lúc này cái từ reasonable á, em dùng tính từ bởi vì từ khiếp nha, chứ không phải là từ prices. Prices, cô nhắc lại này, nếu như mà reasonable prices á, thì nó mới là bổ nghĩa cho prices, chứ còn bây giờ danh tính từ đang ở đằng sau danh từ sao nó bổ nghĩa được, nó muốn bổ nghĩa danh từ nó phải ở trước, ổn không? Một ngày mình học khá là nhiều á, nên các em phải ôn lại, chứ không ôn là không nhớ đâu nha. Nhắc lại cái bảng này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là Thanh nha Thanh. Xem lại cái bảng này cho cô, nó bổ nghĩa cho cái loại từ nào và nó đứng trước hay đứng sau cái loại từ đó, được chưa? Có thắc mắc gì không em? Trước khi mình nghỉ các em có thắc mắc gì không? Rồi vậy cô dặn một lần nữa là các em về nhà làm việc cho cô, và trong cái bài tập về nhà của các em á, nó có cái link đó em, cái link homework á, cái link đó là em sẽ có được cái đáp án là một, thứ hai có giải thích chi tiết cho em luôn, có một vài bài nó còn có video hướng dẫn luôn á, video hướng dẫn luôn á, nên các em nhớ tận dụng cái phần giải thích của người ta để mà xem nha, chứ check đáp án không có hồi nó không có hiệu quả, em phải xem hướng dẫn nữa, có khi em làm đúng nhưng mà em giải thích sai sao, đúng không? Nên phải xem một cách tỉ mỉ hết cho cô. Rồi vậy mình kết thúc ở đây nha. coi. Ừ Vậy là cái bữa sau là mình làm bài này với lại làm cái bài hai rồi nộp thôi hả cô? bữa sau cái cuốn Là sách chỉ trong cuốn sách này thôi đúng không cô? bữa Có ở ngoài cái cuốn sách mình không cô? rồi ok, cái phần đầu tiên đó, là số 1 là listening đúng không, là em sẽ có làm một cái test on listening, đó là phần 1. Cái mục số 2 là em làm cuốn này đây, cuốn này cô giải cho em từ cái câu câu chính rồi đúng không, thì từ câu 10 cho đến cô nhớ là câu 100 lận á, đến hết bài 1 luôn đó em, đến hết bài 1 luôn. Đây, tới trang 16 là cái mục số 2 của em, được chưa? Mục số 3 của em là em click vào cái link á, em click vào cái link mà cô nói á.
để cô chia sẻ lại cái này. Em phải click vào cái link cô nói này, được chưa? Đây, em nhìn này, đầu tiên là em có trong sách listening. Cái sách workbook là cái sách màu nãy mình giải cái câu chính đó, nhớ không? Thì các em sẽ giải tiếp theo cho đến hết trang 16. Và tính tổng số câu cho cô là tính luôn những câu cô giải luôn nha. Tính luôn những câu cô giải là từ câu 1 đến câu 9 luôn á, để ra, ra tổng cho giống. Em phải nhớ là mỗi bạn đều phải có cái tổng giống nha. Chứ ví dụ bạn làm 90 trên 100, bạn làm 90 trên 200 là cô không biết đâu mà cô rờ nha. Phải là một cái tổng chung. Và cái thứ ba là em click vào cái link này nè. Trước hết là em phải học 5 unit trong sách từ vựng phải đã. Rồi sau đó em học xong rồi thì em mới click vào cái link này, em làm cho cô 5 cái. Ví dụ click thử đi em xem nè. Em vô cái này rồi đúng không? Rồi em gõ 1. Đây, là em vô cái này là 1 nè. Đó. Được chưa? Em giải em click vào cái 1. Ủa cô nhầm số 17 rồi. Số 1 nha, số 1 nha, em click vào số 1 đó. Em làm số 1 xong, em chụp cho cô kết quả. Đó, học cái này nè. Chụp cho cô kết quả, gửi lên cho cô, được chưa? Và nhớ cái từ vựng đó cũng là bài từ vựng kiểm tra vào cái buổi thứ sáu này luôn nha, nên học cho kỹ nha, từ vựng chiếm 80% nhớ em, không có nên lơ là. Rồi thắc mắc gì nữa không? Với lại ngày mai cô thấy các em bầu chọn ngày mai để mà chọn cái lịch học kèm á, nên ngày mai nhớ tham gia đầy đủ nha, tham gia đầy đủ để chọn lịch, chứ các em không tham gia đầy đủ là lỡ nó Ngày kia đấy cô, đăng à ngày kia. ngày kia cô nhập nó sẽ bị lỡ em tham gia đầy đủ á, thì giống như là phù hợp bằng này nhưng không phù hợp với em thì sao, đúng không? Buổi học của trợ giảng cực kỳ quan trọng nhớ em, nên là phải cố gắng sắp xếp cái buổi nào mà mình học đầy đủ nhất để mà sắp xếp với lại cô Huyền hoặc là chị Huyền gì đó, rồi mình học một tuần học bữa đó. Rồi thắc mắc gì nữa không? Rồi không vậy mình Dạ nghỉ hôm nay nha, có không? dạ bye bye cô. Rồi Thanh về nhà học bài cho cô nha Thanh. Bữa sau cô Dạ lại mà quên nữa đi nha. Bữa dạ nay du di nha. Tại bữa nay là mình học liên tục. Nhưng mà nhớ đọc bài trước nha em. Lúc nào cũng phải đọc bài trước em mới nhanh nắm bài, nhanh hiểu bài nữa. Rồi bài lớp mình. bye bye cô.